Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 263. Thấy ông ta nhìn mình, hắn cười, có lẽ ông còn chưa hiểu hết sức mạnh của ta. Điện chủ Bắc Điện ngẩn ra, Diệp công tử. Diệp Huyên cười hỏi điện chủ Nam Điện, cô là người đứng đầu một thế lực, làm như vậy không sai, nhưng ta sẽ cho cô một cơ hội đi theo ta, cô có muốn hay không? Điện chủ Nam Điện, cũng không phải không thể, nhưng ta muốn xem năng lực của ngươi đến đâu. Nàng ấy đánh mắt nhìn về Mạc Kha, cười nói, đây là thần tướng Mạc Kha, nếu Diệp công tử giết được y thì ta sẽ theo ngươi, thế nào? Diệp Huyên liếc nhìn Mạc Kha, giết y, ta cần gì phải ra tay? Hắn gọi tiểu tháp xuất hiện trong tay, ê vô biên bịp bợm, tu luyện bao lâu nay cũng tới lúc ra thể hiện rồi, đừng có ăn bám mãi thế. Quỳnh. Một luồng khí tức khủng bố nổ ra từ trong tiểu tháp, sau đó là một người đàn ông bay ra. Không phải ai khác, chính là vô biên chủ. Ông ta vừa xuất hiện đã cất tiếng cười to. Diệp Huyên liếc sang, tò mò tự hỏi người này tu luyện lâu như vậy, chẳng biết đã đạt đến trình độ vô địch chưa? Sự xuất hiện của vô biên chủ khiến điện chủ Nam Điện và Mạc Kha đanh mặt lại. Vô biên chủ thì tỏ ra vui vẻ vô cùng. Diệp Huyên hỏi, vô địch chưa đấy? Ông ta cười khà khà, người nghĩ thế nào? Diệp Huyên chỉ vào Mạc Kha, thử xem. Vô biên chủ chỉ nhìn Mạc Kha trong một giây, sau đó bất thình lình biến mất. Mạc Kha nheo mắt lại, lấy ra một cặp đại đao dài 2 thước, bước tới chém xuống. Xoẹt! Đất trời run rẩy theo nhát chém. Ầm! Nhưng theo tiếng nổ vang lên, chính y là người bị đánh bay đi mấy trăm nghìn trượng, khi vừa dừng lại đã có một bóng người xuất hiện, giơ chân đạp thẳng vào đầu y. Dầm! Mạc Kha rơi xuống như quả sung trước mặt bao người, nện xuống khiến một vực sâu to tướng xuất hiện trên mặt đất. Chỉ thấy vô biên chủ lao vút xuống vực. Quỳnh! Vực sâu hóa thành một mảnh hoang tàn trước khi có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Diệp Huyên chỉ biết trợn tròn mắt, trời mẹ, vô biên chủ mạnh tới vậy luôn hả? Sắc mặt điện chủ Nam Điện thì xấu xí vô cùng. Vô biên chủ xuất hiện lại trước mặt họ, chia ra cho Diệp Huyên xem một cái thủ cấp đầm đìa máu, lắc đầu quá yếu, chẳng có gì khó khăn cả. Diệp Huyên tấm tắc, ghê gớm nhỉ vô biên. Vô biên cười cười, kháo sơn vương. Hả? Diệp Huyên ngắt lời ông ta, có tin ta gọi muội muội đến đây cho ông thử vài chiêu không? Vô biên có một giây sượng chân trước khi nhếch mép, Diệp thiếu, thử vài chiêu với ngươi thì không thành vấn đề, với muội muội ngươi thì thôi. Ông ta biết muội muội của tên này giết người không thèm chớp mắt. Thử vài chiêu. Một chiêu thôi là lên đường rồi. Sợ à? Sợ thiên mệnh thì có gì đâu mà mất mặt. Ai muốn giữ mặt mũi thì tự mà bước ra đi. Chứ vô biên chủ đây có được duỗi được nhé. Mấy lời này của vô biên chủ làm Diệp Huyên lắc đầu phì cười. Trông ông ta bây giờ chả khác nào chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng mà hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Khi thấy ông ta đã trở nên mạnh đến thế này. Có thể nhìn ra ông ta đã trải qua không ít chuyện, bằng không lấy thiên phú của ông ta, chắc chắn có thể đạt đến đỉnh cao hơn thế. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, bắn ánh mắt nhìn điện chủ Nam Điện, thấy vẻ đề phòng trên mặt nàng ấy. Hắn cười nói, tên hư chân thần này sắp chết rồi, điện chủ thấy thế nào? Điện chủ Nam Điện liếc nhìn vô biên chủ, nói, người giết y là ông ta, không phải Diệp công tử. Ta muốn xem thực lực của ngươi đến đâu. Diệp Huyên nhíu mày, gọi người ra đánh hộ chẳng lẽ không phải thực lực à? Vô biên chủ nghe vậy thì đơ ra. Bà mẹ nó. Thằng chết bầm. Kêu người ra đánh hộ mà cũng là thực lực. Khoan, nghĩ kỹ lại thì hình như đúng thật. Điện chủ Nam Điện chỉ biết câm nín trước những lời này. Mà nàng ấy cũng không phản bác được. Diệp Huyên cười, điện chủ cho ta một câu trả lời đi. Cô yên tâm, cho dù cô không chịu theo, người biết phải trái như ta cũng sẽ không giết cô đâu, thật luôn. Mọi người. Điện chủ Nam Điện im lặng suốt một hồi mới đáp, ta sẽ theo Diệp công tử. Vì nàng ấy biết, hôm nay nếu dám lắc đầu thì sẽ bay đầu luôn. Diệp Huyên cười hài lòng, quay sang điện chủ Bắc Điện, còn ông thì sao? Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Vì đã nhìn ra ý đồ của người này.
hắn đang muốn hoàn toàn thâu tóm thần điện hư chân vào tay. Mẹ nó! Thủ đoạn cao tay thật! Ban nãy ông ta và Diệp Huyên còn đứng chung một phe, điện chủ Nam Điện là người ngoài, nhưng bây giờ nếu ông ta không gật đầu đồng ý thì chính mình sẽ thành người ngoài. Dã tâm lớn thật! Diệp Huyên lại cười, điện chủ Bắc Điện cứ yên tâm, ta không có hứng thú với thần điện hư chân. Lý do ta muốn tiếp quản nó chỉ có một, đó là muốn đoàn kết trên dưới, cùng chống lại thần linh, chỉ thế mà thôi. Điện chủ Bắc Điện im lặng một hồi dài lâu rồi cười, có vẻ như ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Diệp Huyên lại chỉ những ngôi mộ quanh đó, hai vị, trong những ngôi mộ này có bao nhiêu người đang ngủ? Điện chủ Bắc Điện, khá nhiều. Diệp Huyên gật đầu, vậy đánh thức hết đi. Hắn biết nếu chỉ dựa vào số lượng người hiện giờ của thế giới hư chân thì còn khuyết mới làm gì được thần linh. Chỉ còn nước gọi thêm cường giả thế hệ trước mới có hy vọng. Điện chủ Bắc Điện, đánh thức tất cả các tiền bối say ngủ ư. Diệp Huyên nhìn sang, thế nào? Ông ta cười khổ, ta chỉ sợ sẽ có gì đó ngoài ý muốn xảy ra. Diệp Huyên nhíu mày nhìn những ngôi mộ kia trong chốc lát mới hạ giọng thì thầm, đợi đánh thức rồi, ta sẽ hỏi xem họ có bằng lòng theo ta chống lại thần linh không, nếu không thì sẽ để họ rời đi. Dẫu sao họ cũng đã bỏ mạng một lần cho thế giới này, ta không có tư cách gì bắt bọn họ làm lại một lần nữa. Điện chủ Bắc Điện nhìn hắn, gật đầu, được. Điện chủ Nam Điện cũng nhìn hắn, chỉ cần phá hủy phong ấn do chủ nhân bút đại đạo để lại thì họ sẽ tỉnh dậy. Diệp Huyên nhắm mắt lại, nhanh chóng cảm nhận được một lớp phong ấn hùng hậu. Hắn ngẩng đầu, vung tay ra để kiếm Thánh Huyên bắn đi. Xoẹt! Thứ sức mạnh bí ẩn ấy vỡ tan nơi chân trời. Phong ấn đã bị giải trừ. Mặt đất bắt đầu chấn động khi có vô vàn khí tức hùng mạnh tuôn trào từ bên dưới, nhưng lại có vô số ngôi mộ vẫn im lìm. Diệp Huyên quay sang nói với Vô Biên chủ, lần này tốt xấu gì cũng phải ở lại giúp một tay. Mãi một lúc sau ông ta mới đáp, thật ra ta không muốn ở lại đâu, nhưng... xem ra người cũng có thể làm nên chút cơm cháo gì đó cho vũ trụ này và vũ trụ bên dưới, Vô Biên chủ ta làm sao chịu thua cho được. Diệp Huyên cười đáp, đa tạ. Đúng vào lúc này, bỗng có tận mấy chục nghìn người đồng thời xuất hiện. Ai nấy đều tản ra khí tức mạnh vô cùng, yếu nhất cũng ngang bằng với huyết đồng thần linh. Những cường giả thế giới hư chân tỉnh dậy sau giấc ngủ dài lâu, ánh mắt đều mê mang vô định. Một người đàn ông mặc chiến giáp rách nát bước tới trước mặt nhóm Diệp Huyên, chính ngươi đã đánh thức chúng ta. Hắn gật đầu, phải. Mọi tầm mắt của các cường giả đều đổ dồn vào hắn. Người đàn ông, bọn thần linh đã phá phong ấn. Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông nhắm mắt, đôi tay chậm rãi siết lại. Những người khác cũng lặng im. Diệp Huyên, nếu các người không muốn chiến đấu nữa thì có thể đến vũ trụ quan huyên dạo chơi, còn nơi này đã có Diệp Huyên ta bảo vệ. Các cường giả trao đổi những ánh mắt với nhau. Người đàn ông mặc chiến giáp lắc đầu, năm ấy đã tử trận hết 6 thần đế, thần tướng cũng tử vong hơn 8 phần. Bây giờ, sợ gì chứ? Diệp Huyên la toáng lên, chỉ vào Vô Biên chủ, có ngay Vô Biên thần đế mới ở đây này. Vô Biên thần đế. Mục tiêu của mọi ánh mắt lần này trở thành Vô Biên chủ. Sắc mặt ông ta thoát cái tối sầm. Tên kia, người bịp bợm thì cũng đừng lôi ta theo cùng được không? Diệp Huyên tiếp tục, có ông ấy ở đây, bọn thần linh kia chỉ có đi mà không có về. Người đàn ông bên kia nhìn Diệp Huyên một cái rồi quay lại nói với những người ở sau, ai không muốn ở lại có thể tự do rời đi. Nhưng không một cường giả nào cử động. Năm xưa, bọn họ đã vì bảo vệ thế giới này mà chiến đấu tới thời khắc cuối cùng. Bảo họ đi ư? Đi đâu bây giờ? Thấy không ai rời đi, người đàn ông quay lại nhìn Diệp Huyên, chậm rãi quỳ một gối xuống, mông khắc tham kiến điện chủ. Các cường giả khác cũng làm theo, tham kiến điện chủ. Diệp Huyên nhìn họ, các người phải hiểu rõ một chuyện, ta sẽ không bắt ép ai ở lại. Các vị đã từng hy sinh vì vũ trụ này, bây giờ có thể rời đi tùy thích. Mông khắc bật ra một tiếng cười ngạo nghễ, chết thêm lần nữa thì đã sao? Năm ấy lũ thần linh không đặt thế giới hư chân chúng ta vào mắt. Chỉ có chúng là thần linh cao cao tại thượng, còn chúng ta chỉ có thể chịu trà đạp tàn sát. Nếu chúng đã trở lại, thì chúng ta lại giết thêm một lần. Giết thêm một lần,
Hàng loạt cường giả phía sau Đồng Thanh gầm lên. Thần linh. Diệp Huyên vừa mở miệng thì bị điện chủ Bắc Điện thấp giọng ngắt lời. Diệp công tử, tin tức mới, thần linh đã đến linh độ giới rồi. Linh độ giới. Diệp Huyên nheo mắt lại, chúng muốn cứu tội vương. Tội vương. Lời này của hắn khiến Mông Khắc biến sắc, một trong sáu đại thần vương kia. Diệp Huyên hỏi, ông biết người này. Mông Khắc, thần linh có sáu đại thần vương, tội vương là một trong đó, năm xưa từng một mình đối chiến hai vị thần đế, mạnh mẽ vô cùng. Diệp Huyên nhìn vô biên chủ, đến đó thì giao gã cho ông đấy. Vô biên chủ cứng họng. Diệp Huyên lại phân phó, theo ta đến linh độ giới. Sau đó ngự kiếm biến mất ở chân trời. Những người khác vội vã đi theo. Có thế nào đi nữa thì cũng không thể để Thái Sơ thần thụ rơi vào tay thần linh, bằng không bọn họ sẽ gặp bất lợi rất lớn. Ai bảo cái cây kia siêu phàm quá làm chi? Thái Sơ thần tộc. Ngay phía trên Thái Sơ thần thụ lúc này đã mấy triệu thần linh vây quanh đen kịt. Đi đầu là người đàn ông áo đỏ, theo sau là 36 song đồng thần linh. Đối diện họ là mấy chục nghìn cường giả của Thái Sơ thần tộc. Đi đầu là tộc trưởng của họ. Sắc mặt ông đang nặng nề vô cùng. Bởi không ngờ lại có nhiều thần linh tới đây đến vậy. Làm cái đếch gì vậy? Người thần điện hư chân chết hết rồi à? Chỉ thấy người áo đỏ ra lệnh, giết. Không hề nhiều lời. Nói đánh là đánh. 36 song đồng thần linh đứng sau y đồng loạt vọt về phía Thái Sơ thần thụ. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc xa sầm mặt, bỗng thấy Thái Sơ thần thụ run lên rồi bắn ra mấy triệu tia sáng vàng. Quỳnh. 36 tên thần linh kia bị đẩy lùi. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc thở phào nhẹ nhõm. Tên thần linh áo đỏ thì đanh mặt, vươn tay ra gọi thần kính Hạo Thiên. Quỳnh. Một chiếc gương vàng bay lên từ tay y, bắn ra một tia sáng mở dài đến vạn trượng vào Thái Sơ thần thụ. Cổ thụ cảm nhận được nguy hiểm, lại phun ra tia sáng vàng đối chiến. Ầm. Cuộc va chạm từ hai sức mạnh khổng lồ khiến linh độ giới bị biến thành một màu đen đặc, sóng xung kích mãnh liệt lan tràn từ phía, đẩy lui hàng loạt cường giả. Mặt kính Hạo Thiên khẽ run rẩy rồi nứt ra một vệt nhỏ. Nhưng thần linh áo đỏ vẫn ra vẻ ung dung. Đúng lúc này, một luồng khí tức khủng khiếp chợt bùng nổ từ bên trong Thái Sơ thần thụ, sau đó là một chùm sáng đen phóng lên cao. Oanh! Bầu trời quanh Thái Sơ thần thụ ngập tràn một loại khói đen, từng đợt lan tràn như những cơn sóng, áp chế được cả khí tức của cổ thụ. Đây cũng là lúc nhóm Diệp Huyên xuất hiện. Nhưng khi thấy những gì xảy ra, hắn đã đanh mặt lại. Muộn mất rồi. Diệp Huyên nhìn theo chùm sáng đen. Khi khói tan đi rồi, xuất hiện ở vị trí đó là một người đàn ông mặc chiến giáp, để tóc dài đến tận gót chân, với đôi đồng tử đỏ thẫm. Xích Sắc thần linh. Tội vương ư. Diệp Huyên nhíu mày. Sắc mặt vô biên chủ đứng kế bên cũng dần đanh lại. Chỉ thấy người kia hả hỏng cười to, tiếng như sấm rội bốn phương trời. Gã hít sâu một hơi, thét lên, ta người vô địch đã trở lại. Giọng như sấm vỗ vang rền khắp linh độ giới, xuyên thấu vô số thời không, lan tràn đến tận sâu trong vũ trụ. U u u. Bỗng nghe tiếng kiếm minh từ đâu truyền tới. Một khắc sau, thời không gần đó nứt đôi, để một kiếm tu mặc trường bào trắng chậm rãi bước ra. Diệp Huyên vừa nhìn thấy người đó thì sửng sốt. Là đại ca. Sao huynh ấy lại đến đây? Nhưng rồi hắn lại nhìn gã mặc giáp đen. À, là do tên này bô bô tự nhận vô địch. Ha ha ha. Diệp Huyên ngửa đầu cười sằng sặc. Những người khác thấy vậy thì đồng loạt cau mày. Diệp thiếu bị cái gì vậy? Vô biên chủ thì lại nhíu mày nhìn kiếm tu áo trắng. Diệp Huyên thoát cái xuất hiện trước mặt hắn ta, cười tâu chào hỏi, đại ca. Lâu quá mới gặp. Kiếm tu mỉm cười, lâu rồi không gặp. Hắn ta quan sát Diệp Huyên một phen rồi gật gù, đệ đã mạnh lên được một chút xíu rồi đấy. Một chút xíu. Ba chữ này khiến Diệp Huyên đen mặt. Kiếm tu nhìn quanh quất một hồi, đang có đánh nhau à? Diệp Huyên gật đầu lia lịa, chính xác. Rồi chỉ vào người mặc giáp đen, đại ca, chính gã to mồm tự xưng vô địch đó.
Kiếm tu nhìn theo, thấy gã cũng đang nhìn lại. Sau một hồi quan sát, hắn ta lắc đầu với vẻ thất vọng, vẫn quá yếu. Mọi người! Làm càn! Gã giáp đen tức tối giống lên, tung người nhảy lên cao, tay phải tạo thành chưởng đánh xuống, diệt. Ầm! Vô số thời không bị hất tung trong nháy mắt rồi ầm ầm chút xuống. Duỳnh! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Uy áp của chúng quét ngang khắp chư thiên vạn giới, khiến những người ở dưới cảm thấy như trời sập, hô hấp đọng lại. Nhiều người mặt trắng bệch như vôi, hoàn toàn không sinh ra nổi một ý phản kháng nào. Đây là sức mạnh tuyệt đối. Là áp đảo tuyệt đối. Ngay cả sắc mặt Vô Biên Chủ cũng trở nên trầm trọng vô cùng. Bởi vì những thần linh này mạnh hơn ông ta nhiều lắm. Chỉ thấy kiếm tu áo trắng bước tới trước, một khắc sau, thanh kiếm trong tay hắn ta phóng vút lên. U u u. Đi kèm là tiếng kiếm minh vang vọng. Những người khác chỉ thấy đường kiếm như tia sáng mặt trời rọi vào nơi âm u tăm tối, thế như trẻ tre. Xoẹt. Theo tiếng xé rách vang lên, thời không vô tận bị xé làm đôi. Một khắc sau, thanh kiếm đã xuyên thủng trán gã mặc giáp đen. Ầm. Thời không vô tận vỡ nát tan tành. Gã đàn ông trợn tròn hai mắt, cứng người tại chỗ. Những thần linh đứng sau gã cũng ngây ra như phỗng. Thua rồi ư? Thế mà đã thua rồi. Thua chỉ trong một kiếm. Kiếm tu lắc đầu nhìn gã, thứ cho ta nói thẳng, ngươi. Còn yếu hơn ta nghĩ nhiều. Mọi người. Kiếm tu, làm ta thất vọng quá. Mọi người. Gã kia đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy đâu, bèn gân cổ thét lên, kiếm tu. Ta là bất tử. Kiếm tu nhíu mày, thật à? Gã đàn ông, chờ ngươi đến giết. Chờ bị giết. Kiếm tu chỉ nâng tay lên rồi hạ xuống. Ầm. Thanh kiếm cắm giữa trán gã giáp đen chấn động khiến đồng tử gã rụt lại, có gì đó trôi qua trong mắt. Một chốc sau, gã đã hóa thành một làn khói tan đi. Không. Gã kinh hoàng gào ầm lên khi dần biến mất, ngươi. Chém bản thể của ta. Đệt. Lời còn chưa nói hết đã tan thành hư vô. Kiếm tu vừa chạm bản thể từ phân thân. Điều này khiến các thần linh còn lại khiếp sợ đến tái cả mặt, người áo đỏ cầm đầu cũng mặt cắt không còn hột máu. Diệp Huyên giết được thần linh là nhờ có thanh kiếm đặc biệt, nhưng đó chỉ là giết phân thân ở thế giới này mà thôi. Nhưng kiếm tu này lại có thể giết cả bản thể thần linh. Cái đệt. Các thần linh chỉ cảm thấy tê dại cả người. Bên Diệp Huyên cũng sợ hết hồn. Chỉ dùng một nhát chém đã tiễn một siêu cường giả thần linh lên đường. Kiếm tu này là thần thánh phương nào vậy? Vô Biên Chủ không khỏi liếc nhìn Diệp Huyên, thầm chửi thề trong lòng, bà mẹ nó, tên Kháo Sơn Vương này làm gì chỉ có một chỗ dựa đâu. Mà là cả một đống. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc bên dưới đang đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con. Trời đất hỡi! Cả tộc mình vậy mà lại dám trêu vào tên vua dựa dẫm này. Ăn gan hùm rồi hay sao mà dám? Bỗng kiếm tu kia nhìn Thái Sơ thần thụ bên dưới. Diệp Huyên ngạc nhiên. Đại ca định đánh với cái cây luôn hả? Chỉ nghe hắn ta nói, bên trong cây này có một kẻ khác, mạnh hơn kẻ vừa rồi một chút. Diệp Huyên ngẩn ra. Gã ban nãy không phải tội vương ư? Diệp Huyên cao giọng gọi, tội vương, thôi núp đi. Ra đây. Chỉ thấy Thái Sơ thần thụ run lên rồi chủ động vươn tán lá, giải trừ toàn bộ phong ấn. Mọi người. Diệp Huyên thầm nghĩ, cái cây này khôn lỏi phết. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một người đàn ông trung niên bước ra từ trong thân cây. Gã mặc áo bào gấm, tóc buông ngang vai, đôi mắt một màu đen kịt. Chính là tội vương. Vào giây phút gã bước ra. Toàn bộ thần linh có mặt đều quỳ một chân xuống, tham kiến tội vương. Là gã. Diệp Huyên quan sát một hồi, thấy gã hoàn toàn khác với người ban nãy, không hề có khí tức gì, chỉ như một người bình thường. Mà ánh mắt của tội vương chỉ tập trung vào kiếm tu, sao ta chưa từng nghe về ngươi? Kiếm tu trầm ngâm một hồi, ngươi, cũng quá yếu. Mọi người. Thần linh nghe vậy thì nổi giận xung thiên. Nhưng chưa kịp phát hỏa đã bị tội vương ngăn lại. Gã khẽ cười, kiếm tu, ta bị phong ấn mấy chục triệu năm,
sức mạnh chưa đạt đỉnh cao nhất. Người có thắng cũng là thắng hèn. Diệp Huyên buột miệng, ê tội vương, sợ thì nói thẳng, đừng có giả bộ lấy lui làm tiến. Tội vương liếc hắn, còn ngươi thì bớt ba hoa, bằng không chúng ta so tài một phen, ta hứa sẽ không lấy nhiều đánh ít, tuyệt đối công bằng. Diệp Huyên tâu toét, tới đây. Rồi đi về phía gã. Vô biên chủ mở miệng, Diệp thiếu. Diệp Huyên, gã đã chỉ đích danh ta rồi thì ta còn sợ làm gì? Hắn đi tới, tay vươn ra chồng chất thời không lại trong nháy mắt, đồng thời thả ra kiếm ý nhân gian vô tận. Quỳnh! Khí tức hùng mạnh quét khắp thiên địa. Những người khác giật mình. Vô biên chủ cũng ngạc nhiên, không ngờ Diệp Huyên đã mạnh đến vậy. Diệp Huyên cười khiêu khích với tội vương, đến đây. Dứt lời, hắn hóa thành kiếm quang biến mất tại hỗ. Quỳnh! Khi hắn lao đi, toàn bộ kiếm ý nhân gian bao quanh hóa thành màu đỏ máu. Là huyết mạch chi lực. Hắn dồn hết toàn lực vào một kiếm này. Tội vương nheo mắt lại rồi tung cú đấm ra. Một cú đấm đơn giản, không hề có chiêu trò gì. Duyên! Vậy mà nó chặn lại được kiếm của Diệp Huyên. Thời không quanh họ hóa thành hư vô, bản thân họ cũng tiến vào vô giới, thời không nơi đó cũng lập tức sụp đổ. Vẻ ác liệt lóe lên trong mắt, Diệp Huyên vung cao kiếm Thanh Huyên, chém xuống. Xoẹt! Kiếm quang màu máu chút xuống. Tội vương nheo mắt, lại đấm ra. Ầm! Vô số kiếm quang vỡ nát, nhưng một giây sau đã ngưng tụ lại. Kiếm ý nhân gian. Tội vương lại đấm ra. Ầm! Tất cả những gì hiện hữu bắt đầu bị xóa sổ. Cú đấm đẩy Diệp Huyên văng đi mấy trăm nghìn trượng. Hắn dừng lại, gọi kiếm Thanh Huyên lơ lửng dong tay, để kiếm nhân gian vô tận hội tụ vào thân kiếm rồi biến mất. Tội vương nheo mắt lại, bước tới trước, lần nữa tung đấm. Ầm! Kiếm quang nổ tung, tội vương bị chém bay đi vạn trượng, khi dừng lại thì vô số kiếm ý nhân gian đã ùa tới. Một hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Số lượng kiếm nhân gian ngày càng nhiều lên, từ triệu lên chục triệu trong nháy mắt, lại còn không ngừng tăng lên. Đáng sợ nhất là tội vương cũng không tài nào phá hủy chúng. Sắc mặt vô biên chủ đã trở nên nghiêm túc vô cùng. Bởi ông ta biết kiếm đạo nhân gian của Diệp Huyên sắp đạt đến đại thành rồi. Khi ấy tín ngưỡng chi lực sẽ càng lúc càng khủng bố. Chém! Giọng Diệp Huyên vang lên giữa thời không đen kịt vô tận. Hàng chục triệu thanh kiếm nhân gian chém xuống, tỏa ra kiếm quang như thác nhấn chìm tội vương. Ầm ầm! Trong nháy mắt, chỉ còn nghe được tiếng kiếm minh trong thời không bóng tối vô tận. Những người khác nhìn mà cả người nhũn ra. Những thứ kiếm nhân gian này quá kinh khủng. Quỳnh! Bỗng có một luồng sức mạnh nổ tung trong kiếm quang, sau đó là một cái bóng mở lao khỏi kiếm nhân gian, tập kích Diệp Huyên. Số kiếm nhân gian kia bất thình lình hóa thành kiếm quang chui vào kiếm Thanh Huyên, để Diệp Huyên đâm tới. Cứng đối cứng. Quỳnh! Kiếm quang bùng nổ, Diệp Huyên và tội vương lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Hai người dừng lại, những người khác thấy tay phải tội vương đã nứt ra sau khi ăn trọn đường kiếm cuối của Diệp Huyên. Bị thương rồi. Sắc mặt các thần linh động lại. Tội vương thì ngẩng lên nói với Diệp Huyên, xem ra ta đã xem thường ngươi. Diệp Huyên chỉ cười rồi quay sang hỏi kiếm tu, đại ca thấy chiêu vừa rồi của ta thế nào? Hắn ta không nói gì. Diệp Huyên lắc đầu cười, huynh cho ý kiến chút đi. Kiếm tu suy nghĩ một hồi rồi chỉ vào tội vương, gã quá yếu. Diệp Huyên! Tội vương! Nghe kiếm tu phát biểu xong, những người khác bày ra vẻ mặt kỳ lạ. Còn Diệp Huyên thì ban đầu mặt như đít nồi, nhưng ngẫm lại thì thấy đại ca đã rất là nể nang rồi. Về phần tội vương, sắc mặt gã xấu không tả xiết. Gã đã bao giờ bị hạ nhục như vậy chưa? Nhưng gã cũng không phản bác. Kiếm tu mỉm cười, nơi này quá tẻ nhạt, ta đi đây. Diệp Huyên vội hỏi, đại ca định đi đâu? Kiếm tu cũng không xa nơi này. Diệp Huyên nhăn tít mày, không xa. Kiếm tu gật đầu, đi đến mỉm cười với hắn, kiếm đạo tín ngưỡng của đệ cũng được, nhưng tín ngưỡng chi lực mạnh nhất trên đời không đến từ người khác, mà là tín ngưỡng từ bản thân. Tin tưởng vào bản thân. Cố lên.
Diệp Huyên càng nhíu mày sâu hơn, tín ngưỡng bản thân. Kiếm tu gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên rơi vào im lặng. Kiếm tu mỉm cười, ta đi đây, để cố lên nhé. Diệp Huyên gật đầu, sau này gặp lại. Kiếm tu bật cười rồi hóa thành kiếm quang biến mất ở cuối tinh hà. Diệp Huyên nhìn theo thì thầm, huynh ấy đúng là tiêu sái mà. Người như kiếm tu, một thân một mình, ngao du cả đời, chỉ mong một lần bại trận, đúng là tự do tiêu sái vô cùng. Nhưng tất nhiên, mục tiêu của mỗi người là khác nhau. Vô biên chủ đi đến bên Diệp Huyên, thấp giọng nói, sao ngươi không nói đại ca ngươi làm thịt bọn thần linh này luôn. Diệp Huyên lắc đầu cười, huynh ấy không quan tâm chúng đâu. Hắn làm sao lại không nhìn ra thần linh trong mắt đại ca chỉ như cỏ rác, ra tay giết chúng thì lại như giết gà dùng dao mổ trâu vậy. Hắn có thể nhờ, nhưng hắn sẽ không làm vậy. Đại ca đi đến đây vì nghe gã kia tự xưng vô địch, bằng không lấy tính tình hắn ta thì đã chẳng thèm quan tâm đến chúng. Hơn nữa đại ca còn so tài công bằng, sẽ không hạ tử thủ trừ khi đối phương tự tìm cái chết. Như gã mặc giáp ban nãy vậy, đã muốn chết thì không trách ai được. Tội vương kia hướng ánh mắt vào Thái Sơ thần thụ, siết tay phải lại. Nhưng Diệp Huyên đã xuất hiện trước cái cây, cười nói, nó là của ta. Tội vương nhìn hắn chằm chằm. Diệp Huyên chỉ cười. Hắn đương nhiên nhận ra gã muốn phá hủy Thái Sơ thần thụ. Tất nhiên sẽ không để gã được như ý. Tội vương bỗng cười, Diệp Huyên, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại thôi. Rồi xoay người rời đi. Đám thần linh phía sau cũng lục tục đi theo. Diệp Huyên nheo mắt, nắm tay lại. Vô biên chủ lắc đầu, đừng, khai chiến lúc này thì những người phía sau sẽ chịu thiệt. Diệp Huyên im lặng. Nhóm tội vương nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Diệp Huyên mới quay sang tộc trưởng Thái Sơ thần tộc, từ giờ trở đi, thế giới hư chân do ta quản lý. Đối phương im lặng. Diệp Huyên, Thái Sơ thần tộc hãy đi theo ta đi. Bằng không bọn thần linh kia sẽ không tha cho các người. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc gật đầu ngay tắp lự, được. Chứng kiến kiếm tu kia ra tay rồi, ông ta chẳng còn dám làm mình làm mẩy nữa. Phải mau ôm chân người ta đi thôi. Bằng không thì cả tộc làm sao chịu nổi sự trả thù của thần linh. Diệp Huyên lại hỏi Thái Sơ thần thụ, còn ngươi? Một bóng người mờ nhạt ánh vàng xuất hiện gần đó, ta sẽ đi theo ngươi. Sau đó chui vào giữa trán hắn. Quỳnh. Thái Sơ thần thụ cũng biến mất. Diệp Huyên nhắm mắt, cảm nhận được một cái cây hiện hữu trong đầu mình. Là Thái Sơ thần thụ. Hắn nhìn những người khác, vào tháp tu luyện hết đi. Cường giả của thế giới hư chân lẫn Thái Sơ thần tộc cộng lại vẫn chưa bằng thần linh, vì vậy cách duy nhất để giúp họ mạnh lên trong khoảng thời gian ngắn chính là vào tháp tu luyện. Đưa họ vào tháp rồi. Chỉ còn lại Diệp Huyên và Vô Biên Chủ đứng lại. Vô Biên Chủ hỏi hắn, ngươi thật sự muốn gánh vác trận chiến với thần linh à? Diệp Huyên gật đầu. Ông ta im lặng. Diệp Huyên mỉm cười, đi đến đây rồi, ta cũng đâu thể nào cứ dựa dẫm mãi chứ hả? Vô Biên Chủ không nói gì. Thật ra Diệp Huyên bây giờ đã rất mạnh rồi. Tiếc rằng ai cũng so sánh hắn với Tam Kiếm. Mà cho dù đem ra bất kỳ ai thì cũng không bằng ba người kia. Cho dù là người có khí vận thiên mệnh như Diệp Huyên. Đừng nói chi hắn, ngay cả người thiên mệnh đời trước kiếm chủ áo xanh so với hai người còn lại cũng đã thua kém không ít rồi. Mà Vô Biên Chủ biết mục tiêu cuối cùng của Diệp Huyên là đạt đến đẳng cấp ngang hàng, thậm chí là vượt qua Tam Kiếm. Nhưng mà... điều này vô cùng khó. Ông ta cũng là thiên tài trong thiên tài. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô gái váy trắng kia là đã tuyệt vọng. Phải làm sao để vượt qua? Nàng ấy đã là siêu ngoại hạng rồi. Thiên tài hay yêu nghiệt gì đứng trước nàng cũng chỉ là phế vật. Diệp Huyên chợt cười, giờ ta lại cảm thấy ta mạnh phết. Vô Biên Chủ cười, đúng là khác xưa rất nhiều. Diệp Huyên, Vô Biên, ông nói xem hai người thiên mệnh chúng ta thắng được trận này không? Vô Biên Chủ im lặng một hồi mới đáp, đừng lôi ta vào được không? Diệp Huyên nhìn sang, thấy ông ta nghiêm túc đáp, ta không muốn liều mạng. Diệp Huyên, nhưng ông thấy bọn thần linh kia không? Chúng chẳng xem chúng ta ra gì cả. Vì sao chứ?
Chúng cho rằng chúng là thần bất tử nên xem chúng ta như cỏ rác à? Hắn lắc đầu, ta từng hỏi vì sao chúng tấn công ta, chúng chỉ nói chúng ngứa mắt ta. Ban đầu ta còn tưởng chúng đùa, nhưng về sau mới thấy chúng thật sự không xem thế giới này ra gì, chướng mắt ai là giết. Nói cách khác, chúng giết người chẳng cần tự hỏi đúng sai, chỉ cần bản thân thấy thích là được. Vô biên chủ im lặng. Diệp Huyên cười, mà giờ ta cũng chướng mắt chúng. Vô biên chủ thấp giọng nói, bọn thần linh này rất không đơn giản, hơn nữa ban nãy có thể thấy chúng không phải bản thể ở đây. Đã vậy thì một khi khai chiến, chúng sẽ luôn luôn bất bại. Diệp Huyên gật đầu, muốn thắng thì phải giết được bản thể của chúng. Vô biên chủ nhìn hắn, e rằng chỉ tam kiếm mới làm được, ngay cả chủ nhân bút đại đạo cũng phải chào thua, bằng không ban đầu y đã không chỉ phong ấn chúng. Ông ta thoáng dừng lại, nếu lần này chủ nhân bút đại đạo theo phe chúng thì ngươi sẽ làm gì? Diệp Huyên bình tĩnh đáp, gọi Thanh Nhi ra làm thịt y. Vô biên chủ. Diệp Huyên, nhưng ta cảm thấy y sẽ không làm vậy. Hắn hạ giọng, chúng ta không hiểu biết tí gì về bọn thần linh, không biết chúng rốt cuộc ở nơi nào. Ta phải tìm hiểu trước. Vô biên chủ, tìm chủ nhân bút đại đạo xem. Diệp Huyên nhìn ông ta, ông liên lạc được y không? Vô biên chủ lắc đầu. Diệp Huyên gọi bút đại đạo xuất hiện trong tay, huynh thì sao, tiểu bút? Bút đại đạo, ta không thể. Diệp Huyên sa sầm mặt. Chợt cái bóng màu vàng ban nãy lại xuất hiện. Thái sơ thần thụ, nó nói, ta làm được. Diệp Huyên và vô biên chủ xứng ra, cái bóng, theo ta, rồi nó hóa thành tia sáng vàng biến mất ở chân trời. Hai người kia vội vàng đi theo. Sau khi đi theo Thái Sơ Thần Thụ xuyên qua vô số tinh vực, Diệp Huyên và Vô Biên Chủ đi tới trước một cái hồ. Cách hồ không xa có một căn nhà trúc, sau nhà trúc là một rừng trúc rậm rạp. Rất yên tĩnh. Thái Sơ Thần Thụ dẫn hai người đi tới trước nhà trúc, lúc này, cửa nhà trúc đột nhiên mở ra, một cậu bé mặc áo đạo sĩ bước tới. Cậu bé chừng 7-8 tuổi, trông rất đáng yêu. Cậu bé cúi chào ba người, xin hỏi, ai là Diệp công tử vậy ạ? Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó đáp, là ta. Cậu bé đi tới trước mặt Diệp Huyên, đưa cho hắn một cái hộp, cất lời, Diệp công tử, đây là sư phụ bảo ta đưa cho ngài. Diệp Huyên nhìn cái hộp, sau đó hỏi, sư phụ của ngươi? Chủ nhân bút đại đạo ư? Cậu bé lắc đầu, là sư phụ của ta không quen chủ nhân bút đại đạo. Nghe vậy, ba người nhóm Diệp Huyên đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, Diệp Huyên hỏi lại, sư phụ của ngươi. Cậu bé gật đầu, người bao ta đợi ở đây, nói sau này sẽ có một vị Diệp công tử đến, ta sẽ đưa cái hộp này cho ngài ấy. Diệp Huyên nhìn về phía cái hộp trước mặt, hắn mở hộp ra, bên trong hộp chỉ có một tờ giấy. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, tờ giấy chậm rãi bay lên. Trên giấy có một hàng chữ, phá thần trong núi dễ. Phá thần trong tâm khó. Thấy dòng chữ này, Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này, tờ giấy kia chậm rãi bay lên không trung. Diệp Huyên ngây người tại chỗ. Vị thần này là ai? Chẳng mấy chốc, hắn đã biết vị thần này là ai rồi. Tam kiếm. Tam kiếm chính là thần trong lòng hắn, không chỉ vô biên chủ, dù là hắn cũng cảm thấy không thể vượt qua được tam kiếm. Suy nghĩ này cắm rễ trong thế giới tư tưởng của hắn tựa như vi khuẩn. Nói tới tam kiếm, luôn khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Biết là một chuyện. Làm được lại là một chuyện khác. Giữa biết và làm được có một khe hở rất lớn. Cũng như lời của chủ nhân bút đại đạo vậy, phá thần trong lòng khó. Mà lúc này hắn cũng mới thật sự hiểu. Cái thật sự khó phá của hắn không phải tam kiếm, mà là lỗ hổng trong lòng hắn. Lúc này, cậu bé kia chợt nói, Diệp công tử, ngài còn chuyện gì khác không? Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cậu bé, cười hỏi, sư phụ của ngươi còn nói gì nữa không? Đạo đồng ngẫm nghĩ, sau đó đáp, sư phụ còn nói, nếu Diệp công tử muốn phá thần trong lòng thì nhất định phải hiểu một đạo lý. Ngài là kiếm chủ nhân gian, ngài không phải Kháo Sơn Vương. Nếu ngài cứ mang suy nghĩ mình là Kháo Sơn Vương, thì ngài sẽ không thể phá vỡ thần trong lòng. Từ xưa đến nay, các cường giả tuyệt thế đều dựa vào bản thân để thành thần,
không có ai dựa vào người khác mà có thể thành thần được cả. Sư phụ nói, con đường đi đến đỉnh cao kia là cảnh giới cuối cùng của vũ trụ vô tận, cũng chính là phá thần cảnh, mà con đường này chỉ có thể tự bước đi. Phá thần cảnh. Diệp Huyên im lặng. Vô biên chủ bên cạnh cũng không nói gì. Phá thần cảnh. Nhưng phá thần gì mới được? Là tam kiếm. Mà cảnh giới này có khó không? Thật sự là quá khó. Vô biên chủ không ngừng lắc đầu. Ông ta khác Diệp Huyên, Diệp Huyên nghĩ đến cô gái váy trắng đa phần là vì thân thiết và yêu thích, còn ông ta nghĩ đến cô gái váy trắng chỉ cảm thấy sợ hãi. Người phụ nữ này thật sự quá cao siêu. Sao có thể phá được chứ? Trong lòng vô biên chủ dâng lên cảm giác vô lực. Ba vị thần này chỉ nghĩ đến đã khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng rồi. Dù biết không thể như thế, nhưng bọn họ vẫn khiến người phải tuyệt vọng. Giống như thế giới thường vậy, tất cả mọi người đều biết học mới có tương lai, nhưng có bao nhiêu người có thể trở thành trạng nguyên chứ? Giữa biết và làm được là một khoảng cách lớn khiến rất nhiều người đều phải tuyệt vọng. Diệp Huyên im lặng. Hắn hiểu ý của chủ nhân bút đại đạo. Lúc này, cậu bé lại nói, Diệp công tử, sư phụ còn muốn nói một lời cuối. Diệp Huyên nhìn về phía cậu bé, mời nói. Cậu bé cất lời, sư phụ nói trước mắt Diệp công tử có hai con đường, một là phá thần, con đường này vô cùng khó khăn, thậm chí là sẽ mất mạng. Không thể nào. Vô biên chủ đột nhiên nói, có muội muội của hắn sẽ không chết được. Cậu bé nhìn vô biên chủ, ông đừng chen miệng vào. Cái khỉ gì vậy? Vô biên chủ trừng cậu bé, người có biết người đang nói chuyện với ai không? Cậu bé bình tĩnh nói, ông còn mặt dày đến mức bắt nạt một đứa bé à? Vô biên chủ. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Cậu bé nhìn vô biên chủ, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không chết, nhưng nếu đó là sự lựa chọn của hắn thì sao? Vô biên chủ sửng sốt. Ngay sau đó, ông ta đã hiểu ý cậu bé. Nếu Diệp Huyên lựa chọn con đường tự phá thần mà không thể ra ngoài, thì đương nhiên sẽ phải chết. Cậu bé lại nói, con đường thứ hai là Diệp công tử có thể tiếp tục làm Kháo Sơn Vương, nếu Diệp công tử chọn con đường này, thì đương nhiên trong thiên hạ sẽ không ai cố thể giết Diệp công tử, dù tất cả mọi người hợp tác với nhau cũng không thể làm gì được ngài. Nhưng, nói đến đây, cậu bé nhìn Diệp Huyên, ngài sẽ mãi mãi không thể phá được thần trong lòng, lúc đối mặt với cô gái váy trắng kia. Ngài sẽ mãi mãi không thể cảm nhận được nỗi cô đơn của nàng. Hơn nữa, chênh lệch giữa hai người sẽ ngày càng lớn, lớn đến mức ngài không thể nào tưởng tượng nổi. Diệp Huyên im lặng. Cậu bé đột nhiên nhìn về phía vô biên chủ, ông là vô biên đúng không? Vô biên chủ nhìn cậu bé, sao, sư phụ của ngươi cũng có nhắn nhỉ gì với ta à? Đạo đồng gật đầu, sư phụ nói, năm đó người thật sự hơi mắc nợ ông. Vô biên hỏi, vậy ông ta có nói muốn đền bù cho ta thế nào không? Cậu bé lắc đầu, không có. Vô biên chủ nhìn chằm chằm cậu bé, không nói một lời. Cậu bé nói tiếp, nhưng sư phụ có nói, người đã cho ông sự tự do chân chính rồi, tương lai của ông nằm trong tay ông, người sẽ không nhúng tay vào. Từ nay về sau, mọi chuyện đều do ông quyết định. Vô biên chủ im lặng một lát rồi nói, có thể bảo ông ta bật hack cho ta không? Nếu không ta cảm thấy khó sống quá. Cậu bé nhìn vô biên chủ, không có tiền đồ. Vô biên chủ. Lúc này, Thái Sơ thần thụ chợt nói, ngài ấy có để lại lời nào cho ta không? Cậu bé nhìn Thái Sơ thần thụ, lắc đầu, không. Thái Sơ thần thụ tỏ vẻ khó hiểu, tại sao? Cậu bé bình tĩnh đáp, có lẽ là vì ngươi không quá quan trọng. Thái Sơ thần thụ. Cậu bé đột nhiên cười tươi, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên cũng phải đi rồi. Diệp Huyên nhìn về phía cậu bé, người muốn đi đâu? Đạo đồng chớp mắt, ta muốn đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài, chắc chắn là rất vui. Diệp Huyên cười nói, bên ngoài rất nguy hiểm. Cậu bé đáp, ta không sợ. Dứt lời, cậu bé vỗ lên cái la bàn màu đen bên hông mình, ta có bảo vật. Diệp Huyên nhìn la bàn kia. Tỏ vẻ tò mò, bảo vật gì vậy? Cậu bé chớp mắt, không nói gì. Lúc này, tiểu bút đột nhiên cất lời, thần bàn số mệnh, đứng đầu 3000 đại đạo, ngoài tam kiếm,
đây là thần khí lợi hại nhất của thiên địa này, cậu ta là người được chủ nhân lựa chọn. Thần bàn số mệnh. Diệp Huyên lập tức tỏ vẻ tò mò, lợi hại lắm đúng không? Tiểu Bút khẽ thở dài, thứ này rất nghịch thiên. Diệp Huyên chớp mắt, hay là cướp nhé? Tiểu Bút im lặng một lát rồi ngăn cản, thôi, bây giờ cậu đã là cường giả, thứ này mạnh hơn nữa cũng không thể làm hại đến cậu. Diệp Huyên cười to. Lúc này, cậu bé cất lời, Diệp công tử, vô biên chủ, thái sơ thần thụ, tạm biệt. Dứt lời, cậu bé nhảy nhót đi về phía xa, trông rất vui vẻ. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó chợt hỏi, nhóc con, người tên gì? Cậu bé cười đáp, ta tên Đạo Quân, đạo của đại đạo, quân của quân tử. Đạo Quân. Diệp Huyên gật đầu, nhóc con, thế giới bên ngoài nguy hiểm, nhớ phải cẩn thận đấy. Cậu bé không quay đầu lại, chỉ vẫy tay cảm ơn lời nhắc của Diệp công tử, sư phụ đã dặn dò, nói thời đại bây giờ có rất nhiều cường giả, bảo ta phải nhẫn nhịn một chút. 30 triệu năm sau, ta gần như là có thể vô địch rồi. Diệp công tử, bảo trọng, hy vọng sau này còn có thể gặp lại ngài. Diệp Huyên nhìn cậu bé rời đi, khẽ mỉm cười, ta cũng hy vọng có thể gặp lại ngươi. Bên nhà trúc, Diệp Huyên và vô biên chủ ngồi cạnh hồ. Thái sơ thần thụ thì đã trở lại trong tiểu tháp. Từ sau khi tiến vào tiểu tháp, nó chỉ thích ở trong đây mà thôi. Thật sự quá là thoải mái. Bên ngoài, vô biên chủ chợt nói, ngươi muốn chọn phá thần à? Diệp Huyên cười hỏi ngược lại, còn ông thì sao? Vô biên chủ im lặng. Diệp Huyên hỏi, ông cũng sẽ chọn phá thần, đúng không? Vô biên chủ cười khẽ, không nói gì. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đi được đến hôm nay, cũng chỉ có phá thần có thể ngăn ta mà thôi. Vô biên chủ nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta im lặng một lát rồi nói, nếu chọn phá thần, ta cứ có một dự cảm chẳng lành. Diệp Huyên cười hỏi, ta sẽ chết sao? Vô biên chủ im lặng. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó nói, ta không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Vô biên chủ nói, không phải vẫn còn một con đường sao? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, ta cũng giống ông, chúng ta cũng đã xông pha cả đời. Cũng không thể cứ sống mãi như thế được đúng không? Vô biên chủ im lặng. Diệp Huyên cười khẽ nói, ta không mong cả đời mình đều bị thần trong lòng vây khốn, cho nên ta muốn thử. Vô biên im lặng một lát rồi cười nói, vậy thì thử đi. Diệp Huyên cười to. Vô biên chủ quay đầu nhìn về phía nhà trúc kia, ngươi nói xem. Rốt cuộc chủ nhân bút đại đạo này đứng về phía nào? Diệp Huyên cười đáp, ít nhất bây giờ ông ta vẫn chưa đứng về phía thần linh. Vô biên chủ gật đầu, sau đó lại hỏi, nếu ông ta đứng về phía thần linh thì sao? Diệp Huyên lắc đầu, sẽ không đâu. Vô biên chủ tỏ vẻ khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, dù chủ nhân bút đại đạo thần bí khó lường, nhưng qua mấy năm gần đây có thể thấy. Ông ta vẫn hy vọng vũ trụ của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Nếu không, năm đó ông ta cũng sẽ không giúp thế giới hư chân chống lại thần linh, còn thành lập đạo môn, tạo nên một trật tự ở vũ trụ này. Vô biên chủ gật đầu, điều này cũng đúng. Diệp Huyên cười nói, cho nên, cá nhân ta cảm thấy dù chủ nhân bút đại đạo này đang tính toán cái gì đó, nhưng bản tính và tấm lòng của ông ta cũng không xấu. Vô biên chủ cười nói, ta không muốn quan tâm đến ông ta. Bây giờ ta chỉ muốn phá thần, con mẹ nó, ta không muốn làm một con kiến nữa, ha ha. Diệp Huyên đang định đáp lời thì thời không trước mặt hắn chợt rung động, Diệp Huyên cau mày, sau đó, hắn đứng dậy, đi. Dứt lời, hắn bèn biến mất cùng với vô biên chủ. Thần điện hư chân. Sau khi Diệp Huyên trở lại thần điện hư chân, điện chủ Bắc Điện lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Điện chủ Bắc Điện cất giọng điệu nặng nề, những thần linh kia tập trung ở núi Hư Thần, dường như muốn bắt đầu tổng tiến công với chúng ta. Diệp Huyên nhíu mày, núi Hư Thần. Điện chủ Bắc Điện gật đầu, Diệp Huyên cất giọng điệu nặng nề, đi xem thử. Dứt lời, hai người lập tức biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Lúc xuất hiện một lần nữa, cả hai đã xuất hiện trong một vùng mây trời. Cách chỗ hai người mấy vạn trượng là một ngọn núi. Ngọn núi này cao vút trong mây, trên đỉnh núi trống không, cường giả thần linh đứng đầy khắp nơi.
Người dẫn đầu chính là tội vương kia. Hai bên trái phải của tội vương lần lượt là kiếm tu áo trắng và thần linh hồng bào, sau lưng hai người có gần 1 triệu thần linh. Thấy số lượng này, điện chủ Bắc Điện lập tức xa sầm mặt. Quá đáng sợ. Lúc này, tội vương kia đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không ngờ lại có thể gặp nhau nhanh như thế. Diệp Huyên cười nói, còn ta thì có ngờ đến rồi. Tội vương khẽ mỉm cười, ngày đó ta vừa đột phá phong ấn, vẫn chưa khôi phục công lực, bây giờ, chúng ta đánh nhau lại lần nữa đi. Diệp Huyên cười đáp, được thôi. Dứt lời, hắn nhìn về phía điện chủ Bắc Điện, điện chủ Bắc Điện thoáng do dự, sau đó thì lùi về sau. Tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không hề phí lời, lập tức đánh ra một quyền. Rất đơn giản, rất trực tiếp, cũng rất bạo lực. Chỉ là một cú đấm đơn giản lại khiến mọi người xung quanh cảm thấy thời gian như đọng lại. Cảm giác khó thở đập tới. Cú đấm này mạnh hơn cả đấm hôm đó không chỉ gấp mấy lần. Nét mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, hắn rút kiếm bằng tay phải chém xuống một phát. Vụt! Kiếm quang bộc phát từ phía chân trời. Ầm! Không gian xung quanh hai người vỡ tan, tiến vào trong thời không bóng tối vô tận. Ngay cả vô giới cũng không thể chịu được lực lượng của hai người. Trong thời không bóng tối vô tận, Diệp Huyên cầm kiếm Thanh Huyên trong tay, kiêu ngạo đứng thẳng. Đối diện hắn là tội vương với nét mặt bình tĩnh, tay phải đang chậm rãi nắm chặt. Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, chỉ trong nháy mắt. Ong! Một tiếng kiếm reo vang vọng chân trời, sau đó, gần nghìn vạn chuôi kiếm nhân gian xuất hiện trong thời không vô tận này. Thấy thế, tội vương lập tức híp mắt. Đương nhiên ông ta không dám coi thường Diệp Huyên hiện tại. Những kiếm nhân gian này đến từ tín ngưỡng của vô vàn sinh linh, dù là ông ta cũng không thể đánh tan một cách dễ dàng. Diệp Huyên đột nhiên dựng thẳng kiếm Thanh Huyên ở giữa chân mày, trong nháy mắt, 10 triệu chuôi kiếm nhân gian tràn hết vào trong kiếm Thanh Huyên. Ong! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng khắp thời không vô tận. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tội vương, con người của hắn biến thành màu đỏ như máu, cùng lúc đó, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn cũng biến thành màu đỏ. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Vụt! Một tia kiếm quang màu máu lóe lên. Phía xa, tội vương híp mắt lại, ông ta đột nhiên tiến về phía trước, sau đó đánh ra một quyền, vào khoảnh khắc đánh ra, vô số hắc quang xông tới tựa như thủy triều. Ầm! Kiếm quang và hắc quang vừa mới va vào nhau, mấy trong làn sóng xung kích dữ dội đã lan tràn ra bốn phía, cũng may lúc này hai người đã ở trong thời không bóng tối vô tận, nếu không, lần giao thủ này của bọn họ đã đủ để hủy diệt hơn một nửa thế giới hư chân rồi. Đừng nói là một thế giới, ở trước hai cường giả tuyệt thế, dù là một vũ trụ cũng có vẻ vô cùng nhỏ bé. Đến cấp bậc của họ, rất nhiều lúc hủy diệt một vũ trụ thật sự là chuyện quá đơn giản. Trong thời không bóng tối vô tận, Diệp Huyên và tội vương đồng thời lùi về sau, trong lúc lùi lại, kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên đột nhiên bay ra. Tội vương ở phía xa híp mắt, ông ta đột nhiên chỉ tay về phía trước. Ầm! Trong nháy mắt, tội vương đã lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Vừa mới dừng lại, cánh tay phải của ông ta đã nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Thấy cảnh này, những cường giả thần linh xung quanh nhất thời xa sầm mặt. Lúc này, kiếm Thanh Huyên rung động dữ dội, trong nháy mắt, 10 triệu chuôi kiếm nhân gian bay ra từ trong kiếm Thanh Huyên. Tội vương ở phía xa híp mắt, tay phải của ông ta đột nhiên xoay nhẹ, trong nháy mắt, một vòng xoáy màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta. Sau đó, ông ta xông về phía trước, đấm tới một phát. Ầm! Thời không bóng tối vô tận rung động kịch liệt, chiêu kiếm kia của Diệp Huyên cố hết sức ngăn cản cú đấm này. Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt tội vương, hắn chỉ kiếm Thanh Huyên về phía trước, phá. Ong! Một tiếng kiếm reo vang vọng, kiếm Thanh Huyên rung lên, đâm thủng nắm đấm của tội vương. Đúng lúc này, tội vương chợt cất lời, ám diệt. Vừa nói xong, ông ta đột nhiên trở nên hư ảo, sau đó, mấy triệu tàn ảnh xông ra từ trong thời không xung quanh, lao thẳng về phía Diệp Huyên. Con người Diệp Huyên co lại, tay phải cầm kiếm chỉ về phía trước, kiếm vực xuất hiện. Phòng thủ. Ầm. Một âm thanh lớn vang lên,
Diệp Huyên lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Tội Vương mở tay phải, trong nháy mắt, những tàn ảnh kia đều bay vào trong cơ thể ông ta. Diệp Huyên ở phía xa đứng nhìn Tội Vương, trong khóe miệng có một ngụm máu tươi chậm rãi chảy ra. Tội Vương cúi đầu nhìn tay phải của mình, toàn bộ tay phải của ông ta đều bị nứt, máu tươi không ngừng chảy ra. Tội Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cười khẽ, kiếm chủ nhân gian, lần này cho dù thế nào chúng ta cũng phải chiếm được bản sao của thế giới hư chân, thần có đến cũng không ngăn cản chúng ta được đâu. Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, cười khẽ, vậy sao? Tội Vương cũng cười nói, phải. Dứt lời, gã đột nhiên mở tay phải, trong nháy mắt, thời không xung quanh lập tức co lại, ngay sau đó, gã và Diệp Huyên cùng tiến vào một vòng xoáy thời không tối tăm. Diệp Huyên chậm rãi híp mắt lại, vô số kiếm nhân gian bay ra từ trong người hắn. Lúc này, trong mắt Tội Vương lóe lên vẻ dữ tợn, diệt. Gã vừa dứt lời, toàn bộ vòng xoáy thời không tối tăm lập tức bốc cháy. Diệp Huyên đột nhiên mở mắt, phá. Vừa nói xong, kiếm thanh huyên trong tay hắn lập tức bay ra, còn có hơn 10 triệu thanh kiếm nhân gian bay ra cùng nó. Xoẹt. Vòng xoáy thời không kia lập tức nứt ra. Lúc này, Tội Vương kia đột nhiên biến thành một tàn ảnh rồi biến mất, gã đánh một quyền về phía kiếm thanh huyên. Quyền đấu với kiếm. Oanh. Kiếm thanh huyên rung động dữ dội, vô số kiếm quang do kiếm nhân gian tạo thành đan xen với nhau thành hình đáy nồi. Rắc. Tay phải của Tội Vương đột nhiên nứt ra một lần nữa, máu tươi bắn tung tóe. Trong mắt Tội Vương lộ vẻ dữ tợn, gã tức giận quát lên một tiếng, xoay tay phải. Ầm. Cánh tay phải của gã nứt vỡ, nhưng vào lúc nứt vỡ, một lực lượng đáng sợ dâng lên. Oanh. Kiếm thanh huyên rung động dữ dội, vô số kiếm nhân gian sau lưng nó đều bị đẩy lui mấy vạn trượng. Diệp Huyên ở đối diện mở lòng bàn tay, vô số kiếm nhân gian quay lại trong lòng bàn tay của hắn tựa như thủy triều, cuối cùng hội tụ thành một thanh kiếm, sau đó, hắn đột nhiên biến mất. Con người của Tội Vương chợt co lại, gã nâng tay trái. Một tia sáng đen đáng sợ dâng trào từ trong cơ thể gã. Phòng ngự. Theo một kiếm của Diệp Huyên chém tới, ánh sáng đen lập tức nứt ra, lực lượng mạnh mẽ thoáng chốc chém Tội Vương lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Tội Vương vừa dừng lại, một tia kiếm quang đột nhiên chém tới. Tội Vương híp mắt, sau đó, gã biến thành vô số tàn ảnh. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang đã bị áp chế dừng lại. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cả Diệp Huyên và kiếm đều lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Lúc này, vô số tàn ảnh kia đột nhiên bay ngược vào trong cơ thể Tội Vương. Sắc mặt Tội Vương thoáng chốc trở nên hơi tái. Phía xa, Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, cười khẽ, Tội Vương, ông sử dụng chiêu thức này có phải là mất sức lắm không? Tội Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đúng là thế, nhưng vẫn có thể chịu được. Diệp Huyên nhìn chằm chằm Tội Vương, khẽ mỉm cười, vậy thì tiếp tục đi. Dứt lời, hắn chợt biến thành một tia kiếm quang biến mất. Tội Vương híp mắt lại, sau đó, vô số tàn ảnh bắn ra từ trong cơ thể gã. Ong! Một tiếng kiếm reo vang lên, những kiếm quang vạn trượng kéo xuống từ phía chân trời tựa như thác nước. Sau một âm thanh lớn vang vọng, Diệp Huyên và Tội Vương đồng thời lùi lại, sau khi dừng lại. Sắc mặt của gã trở nên càng tái hơn. Hơn nữa, cả người gã đều đã nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt những thần linh bên cạnh lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tội Vương, lại không thể áp chế được thiếu niên kiếm tu này. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng của hắn cũng có máu tươi chảy ra. Chiêu thức kia của Tội Vương thật sự rất mạnh. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Tội Vương, lúc này, thân thể gã đột nhiên chậm rãi nứt ra, sau đó vỡ tan, chỉ còn lại linh hồn. Không chịu được à? Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó lại muốn ra tay, mà lúc này, Tội Vương đột nhiên lao về phía đỉnh núi. Trốn à? Diệp Huyên híp mắt, sau đó biến thành một tia kiếm quang đuổi theo. Lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên chém tới từ bên cạnh. Diệp Huyên nhíu mày xoay người nhìn lại. Người đánh tới chính là cô gái áo trắng kia. Diệp Huyên dừng lại, không đề phòng, cũng không đánh trả, mặc cho thanh kiếm đâm vào giữa chân mày của hắn.
Oanh! Ngay sau đó, hắn hấp thu cả thanh kiếm kia. Nhìn thấy cảnh này, còn người cô gái áo trắng co lại, muốn rút lui, nhưng đã muộn rồi. Một tia kiếm quang chém thẳng lên người nàng ta. Oanh! Trong nháy mắt, cô gái áo trắng lùi lại mấy trăm nghìn trượt, nàng ta vừa mới dừng lại đã bị một thanh kiếm đâm thủng giữa chân mày. Cô gái áo trắng trợn mắt, cứng đờ ngay tại chỗ. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn nàng ta, nở một nụ cười khinh thường, xuất kiếm trước mặt ta ư. Cô có tư cách đó sao? Mọi người! Cô gái áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sao có thể chứ? Diệp Huyên không hề nhiều lời, hắn mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên rung động dữ dội, muốn nuốt chửng linh hồn của cô gái áo trắng. Lúc này, người đàn ông áo đỏ kia đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta, hắn ta nâng tay phải, đánh một chưởng vào giữa chân mày của cô gái áo trắng. Ầm! Linh hồn của cô gái áo trắng lập tức vỡ vụn, mảnh vụn đó đã bị hắn ta thu vào. Diệp Huyên cau mày. Người đàn ông áo đỏ xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, đang định cất lời thì Diệp Huyên đã xuất kiếm. Xoẹt! Một tia kiếm quang chém tới, trong mắt người đàn ông có ánh sáng lạnh lóe lên, hắn ta vung tay áo, một tia hồng mang bộc phá, nhưng sau đó, hắn ta đã bị chém lui mấy vạn trượng. Trên không trung, Diệp Huyên đang muốn ra tay một lần nữa, nhưng lúc này, mấy chục khí thế mạnh mẽ đã bao trùm lấy hắn. Diệp Huyên nhíu mày, hắn xoay người nhìn lại, thời không ở cách đó không xa đột nhiên nứt ra, chín cường giả thần bí mặc trường bào màu đen chậm rãi xuất hiện. Lúc này, Vô Biên di chuyển tới bên cạnh Diệp Huyên, gã nhìn chín người đó, cất giọng điệu nặng nề, cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, hơi thở của chín người này có vẻ kỳ lạ. Sau khi xuất hiện, chín người nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó đi tới trước mặt tội vương kia. Tội vương im lặng một lát rồi lấy một tấm thẻ màu vàng ra đưa cho người áo đen dẫn đầu, người áo đen nhìn thoáng qua thẻ vàng, sau đó cất vào. Tiếp theo, gã ta mở lòng bàn tay, một cái hộp xuất hiện trước mặt tội vương. Tội vương nhìn cái hộp kia, sau đó từ từ mở nó ra, bên trong hộp là một bộ giáp vàng sẫm. Tội vương cầm bộ giáp lên, sau đó, bộ giáp lập tức biến thành một tia sáng bay vào giữa chân mày gã. Oanh! Một tia sáng đen bao phủ lấy tội vương, ngay sau đó, tội vương đã mặc vào một bộ chiến giáp màu vàng sẫm. Tội vương chậm rãi nhắm mắt, gã siết chặt hai tay, chiến giáp đó đột nhiên rung lên, vô số lưu quang xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên phía đối diện cau mày, bọn họ làm gì thế? Vô Biên chủ trầm giọng nói, đưa trang bị tới. Diệp Huyên im lặng. Còn có quân tiếp viện nữa à? Lúc này, người áo đen dẫn đầu kia đột nhiên lấy ra thêm một cái hộp dài, gã ta mở hộp, bên trong là một thanh trường đao, đao dài 3 mét, rộng 3 ngón tay, thân đao có màu vàng sẫm. Tội vương cầm trường đao lên, vào khoảnh khắc gã cầm lấy nó, trường đao rung động dữ dội, một tia sáng bay thẳng vào hư không, sau đó, bầu trời bị đao mang chém vỡ, vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, Phổ Biên chủ lập tức giật mình, người này không đủ thực lực nên dùng trang bị à? Diệp Huyên im lặng nhìn tội vương, hắn có thể cảm nhận được thực lực của gã trở nên rất mạnh rồi. Lúc này, tội vương đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, gã cầm đao chậm rãi bước đến chỗ Diệp Huyên, một đao thế đáng sợ bao phủ lấy hắn. Sắc mặt Diệp Huyên vẫn rất bình tĩnh. Tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hé miệng cười, Diệp Huyên, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có trang bị à? Ta cũng có, nếm trải uy lực của thí thần sáo trang, này đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Tội vương híp mắt, gã cầm đao bằng hai tay chém về phía trước. Vụt! Oanh! Đao quang và kiếm quang nổ tung, hai người đồng thời lùi lại, mỗi người lùi lại khoảng mấy trăm nghìn trượng. Khi tội vương dừng lại, gã vốn định tiếp tục ra tay, nhưng lại đột nhiên cúi đầu nhìn xuống đao của mình, đao của gã đã xuất hiện một cái lỗ rất lớn. Bị kiếm thanh huyên chém. Thấy cảnh này, sắc mặt tội vương thoáng chốc thay đổi, gã quay đầu nhìn về phía người áo đen dẫn đầu, tức giận nói, con mẹ nó, các ngươi bán hàng giả. Mọi người! Hàng giả! Lúc này, sắc mặt tội vương vô cùng khó coi. Gã đã bỏ ra một số tiền lớn để làm ra bộ trang bị này. Nhưng mới giao thủ một hiệp, đao đã bị chém thủng. Mẹ kiếp, đùa với ông đây à? Thí thần!
thí cái lông gà ấy. Phía xa, người đàn ông áo đen dẫn đầu kia cau mày, gã ta xuất hiện trước mặt tội vương, nhìn thanh trường đao, sau đó lại nhìn về phía kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, trầm giọng nói, có thể cho ta xem thử thanh kiếm này của ngươi không? Diệp Huyên bình tĩnh đáp, ông đang mơ mộng viển vông cái gì đất? Người áo đen nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía tội vương, không phải thanh đao này không sắc, mà là kiếm của hắn thật sự quá sắc bén. Tội vương nhìn chằm chằm người áo đen, trước đó các người đã nói sẽ đảm bảo rồi. Ta muốn trả hàng. Người áo đen vội lắc đầu, tội vương, hiện tại thanh đao này không phù hợp với điều kiện trả hàng. Vì nó đã bị ông làm hỏng rồi. Đây là vấn đề của ông, không phải vấn đề của đao. Tội vương nhìn chằm chằm người áo đen. Người áo đen thoáng do dự, sau đó nói, chúng ta vẫn còn một thanh thần khí tốt hơn, thần khí này mới có thể chống lại thanh kiếm kia của hắn. Chỉ cần 10.000 linh nguyên thôi. 10.000. Khóe miệng tội vương khẽ giật. Người áo đen vội nói, con đao này của ông, chúng ta có thể thu hồi lại với mức giá 30% so với giá ban đầu. Tội vương nhìn chằm chằm gã ta chỉ mới chém một đao. Sau đó ngươi đã đòi thu hồi với mức giá 30% so với giá ban đầu. Người áo đen cười ngượng ngùng, tội vương, đành chịu thôi, dù ông chỉ chém một đao, nhưng đao đã bị thủng rồi. Nếu ông không muốn chúng ta thu hồi thì cũng có thể giữ lại. Dù nó đã thủng, nhưng ta cảm thấy vẫn có thể dùng tạm. Tội vương im lặng. Đột nhiên, gã thấy muốn chém người trước mặt hơn là chém Diệp Huyên. Gian thương trong thiên hạ đều đáng chết. Người áo đen trầm giọng nói, tội vương, ông có bán không? Tội vương gật đầu, bán. Sau đó, gã đưa con đao trong tay cho người áo đen. Người áo đen vội vàng nhận lấy, không khỏi nở nụ cười, cái này lấy về làm lại sẽ thành một con đao mới. Tội vương chợt nói, thần binh lợi khí mà ngươi nói đâu? Người áo đen mở lòng bàn tay, một cái hộp tinh xảo xuất hiện. Tội vương vừa định cầm thì người áo đen chợt nói, linh nguyên. Tội vương nhìn người áo đen, sau đó hơi đau lòng đưa cho gã ta một tấm thẻ vàng. Người áo đen nhận thẻ rồi đưa hộp cho tội vương. Tội vương chờ mong mở hộp, nhưng vừa mở, nét mặt gã đã trở nên cứng đờ. Bên trong vẫn là một con đao. Mà thanh đao này không thể nói là rất giống thanh đao khi nãy, mà phải nói là giống y như đúc. Tội vương nhìn về phía người áo đen, người đang đùa với ta à? Người áo đen khẽ mỉm cười, đây là chân thí thần đao. Bản nâng cấp. Tội vương. Người áo đen lấy thanh đao kia ra, sau đó nói, ông sờ thử đi, đây là bản nâng cấp, mạnh hơn thanh đao khi nãy rất nhiều. Tội vương nhìn người áo đen, sau đó cầm thanh đao lên, vừa cầm đao, một tia đao ý mạnh mẽ đã bay lên cao, đâm thẳng vào trong bầu trời. Lúc này, tất cả mọi người xung quanh đều cảm nhận được đao thế mạnh mẽ. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh lộ vẻ kích động. Tội vương cũng khá là hài lòng, gã lập tức nhận lấy thanh đao, sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Huyên. Gã xoay cổ tay, ngay sau đó, một đao thế mạnh mẽ thoáng chốc bao phủ lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn con đao trên tay tội vương với nét mặt bình tĩnh. Lúc này, tội vương đột nhiên tiến về phía trước. Sau đó chém một đao về phía Diệp Huyên. Đao chém xuống, đao khí mấy vạn trượng xuất hiện từ trên bầu trời. Ngay sau đó, toàn bộ thiên địa cũng nứt ra, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên híp mắt, hắn không lùi lại mà còn tiến lên một bước, chém tới một kiếm. Giao thủ. So trang bị. Diệp Huyên hắn chưa từng thua. Nếu kiếm Thanh Huyên không đấu lại, thì bèn dùng kiếm hành đạo của Thanh Nhi chơi một chút. Ai sợ ai chứ? Khi Diệp Huyên đâm ra một kiếm, kiếm quang và đao quang chợt bộc phát từ trước mặt hai người. Diệp Huyên và tội vương đồng thời lùi lại, sau khi dừng lại, tội vương lại tiếp tục ra tay. Nhưng gã đột nhiên cúi đầu nhìn thanh đao trong tay, trên lưỡi đao xuất hiện một lỗ hổng ất lớn. Nét mặt tội vương cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xông tới trước mặt gã. Ngay sau đó, một vùng kiếm quang bao phủ lấy tội vương. Trong nháy mắt, xung quanh có tiếng kim loại va chạm vang lên. Dưới ánh nhìn của mọi người, tội vương liên tục lùi lại, lùi một lần tận mấy trăm nghìn trượng. Lúc này,
trong cơ thể tội vương đột nhiên bộc phát ra vô số tàn ảnh đáng sợ. Oanh! Trong nháy mắt, kiếm quang bị đẩy lui, Diệp Huyên xuất hiện ở chỗ cách đó vạn trượng. Lúc hắn dừng lại, khóe miệng lại có máu tươi chảy ra. Diệp Huyên nhìn chằm chằm tội vương phía xa, chiêu thức của người này thật sự khá là mạnh. Mà lúc này, sắc mặt tội vương đang tái mét như tờ giấy, hơn nữa còn rất khó coi. Vì chân thí thần đao trong tay gã đã có vô số lỗ thủng. Tội vương quay đầu nhìn về phía người áo đen im lặng một lát rồi nói, chất lượng của đại đao chắc chắn không có vấn đề. Tội vương nâng đao trong tay lên, không có vấn đề. Người áo đen xoay người nhìn Diệp Huyền phía xa, gã ta nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyền, sau đó nói, tội vương, kiếm của người này không phải kiếm bình thường, nó có thể phá vỡ quy tắc, ta đề nghị ông mua thêm một thanh đao nữa. Tội vương. Người áo đen đột nhiên lấy ra một cái hộp, gã ta nhìn tội vương, nghiêm túc nói, đây là một thanh đao đặc biệt. Tội vương bình tĩnh đáp, mở ra xem thử. Người áo đen mở hộp, đao trong hộp vẫn giống với hai thanh trước đó, đương nhiên chỉ có hộp là không giống. Lần này trên hộp còn khảm một ít đá quý, trông rất sang trọng. Tội vương im lặng nhìn người áo đen. Người áo đen nghiêm túc nói, thanh đao này tên là chân chân thí thần đao, khác với hai thanh trước đó, vì bên trên nó có lực lượng phản quy tắc mạnh mẽ. Kiếm của thiếu niên kia có thể phá quy tắc, còn thanh đao này chính là phản quy tắc. Tội vương bình tĩnh hỏi, có thể thử hàng trước không? Người áo đen lập tức tỏ vẻ do dự. Tội vương lạnh nhạt nói, chỉ thử một đao thôi, nếu không có vấn đề, ta sẽ mua. Còn nếu xảy ra vấn đề, người cầm về mà bán cho người khác. Người áo đen nhìn Diệp Huyên phía xa, sau đó nói, vậy thì thử đi. Dứt lời, gã ta đưa cái hộp cho tội vương. Tội vương cầm đao lên, trong nháy mắt, có những dòng khí màu đỏ bay ra từ trong đao. Rắc! Thiên địa chợt nứt ra. Thấy cảnh này, trong mắt tội vương nhất thời lộ vẻ ngạc nhiên. Thanh đao này lợi hại đấy. Tội vương xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, gã nhìn chằm chằm hắn, Diệp Huyên, ta không tin thanh kiếm trong tay ngươi là vô địch. Dứt lời, gã biến thành một tia kiếm quang màu máu xông về phía Diệp Huyên. Vụt! Lúc này, thời không vô tận xung quanh nứt ra. Diệp Huyên híp mắt lại, xông về phía trước, chém ra một kiếm. So chiêu! Oanh! Trong nháy mắt, kiếm quang và đao quang bộc phát. Hai người lùi lại một lần nữa, khi tội vương kia dừng lại, đao trong tay gã chợt rung động dữ dội, sau đó nứt ra. Thấy cảnh này, nét mặt tội vương cứng đờ. Người áo đen bên cạnh thì nhíu mày. Tội vương xoay người nhìn về phía người áo đen, gã mở lòng bàn tay, thanh đao bay đến trước mặt người áo đen, người đi bán cho người khác đi. Người áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên híp mắt, giơ tay lên chém xuống một kiếm. Ầm. Một tia hồng mang đột nhiên bao phủ lấy Diệp Huyên. Nhưng sau đó, một tia kiếm quang đã chém vỡ hồng mang kia. Xoẹt. Hồng mang vỡ tan, người áo đen đã lùi lại bên cạnh tội vương. Diệp Huyên nhìn người áo đen bằng ánh mắt đề phòng. Sắc mặt người áo đen vô cùng nặng nề, tội vương, thanh kiếm của người này có thể phá vỡ quy tắc của thế giới chúng ta, nói cách khác, xét từ một mức độ nào đó, kiếm của hắn có thể giết chết chúng ta. Không thể để hắn được sống, chẳng những thế, người tại gia thanh kiếm này cũng phải chết, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tội vương im lặng. Thật ra lúc đầu khi gặp Diệp Huyên, gã đã cảm nhận được sự đặc biệt của thanh kiếm này rồi. Có thể giết chết bọn họ. Vì thế gã mới ra lệnh truy nã. Nhưng gã không ngờ rằng thiếu niên trước mắt lại trưởng thành nhanh đến thế. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Bây giờ ngay cả gã cũng không thể giết được hắn. Hắn tu luyện bằng cách nào vậy? Tội vương vẫn luôn thấy nghi ngờ. Phía xa, Diệp Huyên nhìn nhẫn chứa đồ trên tay người áo đen, vừa nhìn đã biết là một kẻ rất có tiền. Không thể để gã ta rời đi được. Diệp Huyên nhìn vô biên chủ, ra hiệu cho gã. Vô biên chủ nhìn nhẫn chứa đồ của người áo đen, không nói gì. Cướp! Chuyện thế này rất mất phong độ. Nhưng thi thoảng làm một lần, hình như cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Phía xa,
Người đàn ông áo đen đang định lên tiếng thì Diệp Huyên và Vô Biên Chủ lại đồng thời biến mất. Sắc mặt Tội Vương thoáng chốc thay đổi, đang muốn rút lui, nhưng sau đó, gã sửng sốt. Vì mục tiêu của Diệp Huyên và Vô Biên Chủ không phải gã, mà là người áo đen kia. Chuyện gì thế này? Tội Vương hơi khó hiểu. Gã vô thức muốn ra tay giúp đỡ, nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất. Gian thương quá xấu xa. Người đàn ông ở phía xa cũng tỏ vẻ sửng sốt, gã ta không ngờ rằng hai người này lại đột nhiên ra tay với mình. Đương nhiên gã ta không dám coi thường, lập tức mở lòng bàn tay, một lá chắn màu đen bay ra, trong nháy mắt, vô số phù văn thần bí xuất hiện trước mặt gã ta. Oanh! Lúc này, tấm chắn trước mặt người áo đen vô cùng kiên cố. Còn kiếm của Diệp Huyên thì cũng đã đến. Ầm! Một kiếm chém xuống. Lá chắn lập tức nứt ra, sau đó, vô số phù văn cũng bắt đầu nứt nẻ. Thấy cảnh này, sắc mặt người áo đen thoáng chốc thay đổi, Vô Biên Chủ cũng giết tới. Oanh! Theo cú đấm của Vô Biên Chủ, tấm chắn vỡ tan, người đàn ông lùi lại mấy chục nghìn trượng, gã ta vừa dừng lại, một thanh kiếm đã chém tới. Còn người áo đen co lại, gã ta đè hai tay xuống, trong nháy mắt, vô số tia sáng lóe lên trong cơ thể gã ta. Ầm. Kim quang vỡ tan, người áo đen bị chém lùi mấy trăm nghìn trượng, lần này, vừa mới dừng lại, áo choàng đen trên người gã ta đã biến thành một màu đỏ như máu. Diệp Huyên và Vô Biên Chủ đang muốn ra tay một lần nữa thì tám cường giả ở bên cạnh đột nhiên xông lên. Diệp Huyên nhìn về phía Vô Biên, ông ngăn bọn họ lại. Dứt lời, hắn ngự kiếm tiến lên, xông về phía người áo đen kia. Đây là tên cầm đầu, có nhiều tiền nhất. Thấy Diệp Huyên bay tới, sắc mặt người áo đen thoáng chốc thay đổi, đúng là to gan. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là... Gã ta còn chưa nói hết câu, Diệp Huyên đã lao tới trước mặt. Người áo đen thầm thấy sợ hãi, gã ta vung tay áo, một lá cờ màu đen bay ra. Trên lá cờ này có vô số hình vẽ kỳ lạ, khi nó bay ra, vô số ác hồn đột nhiên gào thét, lệ khí và sát khí không ngừng tuôn ra. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trở nên tối tăm như ngày tận thế sắp đến. Tiếng gào thét của vô số ác hồn tựa như bùa đòi mạng, khiến người ta sợ đến mức run rẩy. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyên đã bị đẩy lui mấy nghìn trượng. Sau đó, vô số oan hồn ác quỷ mang theo lệ khí và sát ý vô tận kéo về phía Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên híp mắt lại, sau đó, cả người hắn biến thành một màu đỏ như máu, trong nháy mắt. Không gian xung quanh cũng trở thành một biển máu. Diệp Huyên đột nhiên gào thét. Oanh! Vô số sát ý và lệ khí vô tận nhanh chóng dâng trào từ trong cơ thể hắn, sau đó, hắn lao thẳng về phía vô số oan hồn ác quỷ kia. Thấy cảnh này, người áo đen kia lập tức sửng sốt, hành động gì đây? Tự tìm đường chết à? Nhưng ngay sau đó, con người gã ta chợt co lại. Vì gã ta phát hiện, Diệp Huyên đang cắn nuốt những ác hồn oán linh kia. Đang nuốt chửng. Thấy cảnh này, tất cả cường giả xung quanh đều sửng sốt. Đây là thao tác gì vậy? Chẳng mấy chốc, vô số ác quỷ oán linh đã bị Diệp Huyên hấp thu hết. Oanh! Trong nháy mắt, trong người Diệp Huyên bộc phát ra khí thế đáng sợ, khí thế đó khiến tinh hà thiên địa đều run rẩy. Sắc mặt người áo đen lập tức trở nên khó coi. Con mẹ nó. Gã ta vừa tặng đồ bổ cho người này à? Ở một hướng khác, sắc mặt Tội Vương cũng rất là khó coi, gã nhìn chằm chằm người áo đen với vẻ hung ác, đây rõ ràng là chỉ có phá là giỏi. Những gian thương này đều rất đáng chết. Lúc này, người áo đen đột nhiên nhìn về phía Tội Vương, ngăn hắn lại đi. Nét mặt Tội Vương không chút cảm xúc. Thấy thế, người áo đen vội nói, Tội Vương. Chúng ta là một phe đấy. Tội Vương nhìn người áo đen, lúc người bán đồ cho ta cảm thấy người cùng một phe với Kháo Sơn Vương này. Người áo đen. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Vụt. Một tia kiếm quang màu máu lóe lên. Kiếm khí mạnh mẽ xé rách bầu trời mênh mông, chém thẳng về phía người áo đen. Thấy cảnh này, sắc mặt người áo đen thoáng chốc thay đổi, gã ta liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, gã ta đột nhiên lấy ra một lá bùa màu vàng, trong miệng đọc thầm một thần chú cổ xưa.
Ngay lập tức, lá bùa màu vàng kia biến thành một tia chớp vạn trượng đánh về phía Diệp Huyên. Thấy cảnh này, Diệp Huyên híp mắt lại, giơ tay chém xuống một kiếm. Vụt, tia lôi điện kia lập tức vỡ tan. Lúc này, người áo đen đã xuất hiện ở chỗ cách đó mấy trăm nghìn dặm. Muốn chạy trốn. Trong mắt Diệp Huyên có lệ khí lóe lên, ngay sau đó, kiếm thanh huyên rung động dữ dội. Trong nháy mắt, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt người áo đen. Sắc mặt người áo đen thoáng chốc thay đổi, gã ta lại muốn lấy báu vật ra dùng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém xuống một kiếm. Xoẹt. Kiếm quang chém rách mọi thứ. Con người người áo đen chợt co lại, dưới tình thế cấp bách, gã ta lập tức lấy một con dấu hình vuông ra, vào khoảnh khắc con dấu xuất hiện, một khí thế đáng sợ đột nhiên tuôn trào. Nhưng ngay sau đó, khi Diệp Huyên chém một kiếm xuống, khí thế kia lập tức vỡ tan, con dấu cũng vỡ theo, người áo đen cũng lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Lúc này, vừa mới dừng lại, thân thể gã ta đã vỡ tan, chỉ còn lại linh hồn. Ngay sau đó, kiếm thanh huyên đã chĩa vào giữa chân mày gã ta. Sắc mặt người áo đen xám như cho tàn. Diệp Huyên nhìn chằm chằm gã ta, đưa nhẫn chứa đổ đây. Người áo đen sửng sốt, sau đó vội nói, được được. Dứt lời, gã ta đưa nhẫn chứa đổ cho Diệp Huyên. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đổ, sau đó nhìn chằm chằm người áo đen, một lát sau, hắn đột nhiên cất kiếm, hé miệng cười, ngươi tự do rồi. Người áo đen sửng sốt. Người này không giết mình. Ở một nơi khác, sắc mặt tội vương thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi, như cha chết mẹ chết vậy. Khi nãy gã khoanh tay đứng nhìn, một là thật sự chướng mắt gian thương này, hai là, gã hy vọng Diệp Huyên có thể giết chết gã ta, sau đó khiến thế lực sau lưng gã ta tức giận. Nhưng gã không ngờ Diệp Huyên lại không giết. Quá là độc ác. Thật sự không phải người. Tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sát khí lạnh lùng trong mắt vô cùng đáng sợ. Sau khi cất nhẫn chứa đồ, Diệp Huyên nhìn thoáng qua tội vương bên cạnh, hắn nhếch miệng cười, sau đó xoay người rời đi. Còn người áo đen kia cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó lại nhìn về phía tội vương, gã ta cũng không nói gì mà rời đi. So với hận Diệp Huyên, đương nhiên gã ta hận tội vương này hơn. Gã ta và Diệp Huyên là kẻ thù, người ta giết gã cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng tội vương này lại muốn gã ta chết, sao mà gã ta có thể chịu được? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía người áo đen, người còn không chạy nhanh lên. Chậm chế có lẽ người ta sẽ không cho ngươi về nữa đâu. Nghe vậy, người áo đen sửng sốt. Sau đó, gã ta nhìn về phía tội vương, sắc mặt tội vương trở nên u ám. Gã biết, câu này của Diệp Huyên trông có vẻ là đang nhắc nhở người áo đen, nhưng thật ra là đang nhắc nhở gã. Đừng để gian thương này trở về. Diệp Huyên nói tiếp, nếu ngươi không chạy. Đợi người ta giết ngươi xong nói là ta giết, vậy ngươi thật sự là chết oan ức quá. Nghe vậy, người áo đen thoảng chốc thay đổi sắc mặt, sau đó xoay người bỏ chạy. Còn Diệp Huyên thì nhìn về phía tội vương, cười không nói gì. Giết! Không giết! Tội vương chưa từng băn khoăn đến thế bao giờ. Không giết gian thương, một khi gã ta trở về chắc chắn sẽ làm khó gã. Nghĩ đến thế lực đáng sợ sau lưng gian thương. Gã chợt cảm thấy sởn tóc gáy. Giết. Cũng rất mạo hiểm. Nhưng gã nhanh chóng nghĩ tới một chuyện, đó là Diệp Huyên nói đúng, giết tên gian thương này có thể đổi tội cho hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt tội vương lộ vẻ dữ tợn, lập tức xông về phía gian thương kia. Không thể để gã ta sống. Dù biết đây là âm mưu của Diệp Huyên, nhưng gã vẫn phải giết. Không đúng, đây là dương mưu. Con mẹ nó. Kháo Sơn Vương và gian thương kia đều là những kẻ xấu xa nhất trên đời. Thấy tội vương ra tay, Diệp Huyên nhếch môi. Gian thương áo đen ở phía xa cũng thay đổi sắc mặt, mẹ kiếp. Tội vương, ông bị điên rồi sao? Hả? Tội vương không đáp lời, lao thẳng tới trước mặt gian thương áo đen, sau đó đánh tới một quyền. Đây là muốn giết người mà. Gian thương thầm hoảng hốt. Bây giờ gã ta đang bị thương nặng, nhẫn chứa đồ còn bị Diệp Huyên lấy mất, lúc này, sao gã ta có thể ngăn cản tội vương đây? Xong đời rồi. Gian thương chậm rãi nhắm mắt lại chờ chết. Lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng.
Oanh! Sau đó, Tội Vương vừa mới xông đến trước mặt Gian Thương bị một tia kiếm quang chém lùi mấy chục nghìn trượng. Gian Thương sửng sốt, gã ta nhìn về phía Diệp Huyên bên cạnh. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tội Vương, sắc mặt Tội Vương vô cùng khó coi, gã đang nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Gian Thương, chạy mau. Nghe vậy, Gian Thương vội xoay người bỏ chạy, chạy được một lúc, gã ta đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó chân thành nói cảm ơn. Diệp Huyên gật đầu, đừng khách sáo. Gian Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía Tội Vương, xoay người biến thành một tia sáng biến mất ở cuối chân trời. Tội Vương nhìn Gian Thương biến mất ở cuối tinh hà, gã im lặng. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Tội Vương, sau đó nói, Tội Vương, làm người phải có lương tâm. Người ta cũng không động vào ông lại muốn giết người ta, người của thế giới các ông đều không có lương tâm thế à? Ông, im miệng. Tội Vương đột nhiên hét to, gã tức giận nhìn Diệp Huyên, cả người đều đang run rẩy, người thật sự là kẻ xấu xa nhất thế giới này. Diệp Huyên. Tội Vương lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Tội Vương, cười khẽ, sau đó cũng rời đi. Hắn cũng không ra tay, dù Tội Vương kia bị thương nặng, nhưng hắn cũng không tốt hơn là bao. Phải tĩnh dưỡng trước đã. Tội Vương đứng trên đỉnh núi nhìn bóng lưng Diệp Huyên và Vô Biên Chủ rời đi bằng ánh mắt nặng nề, không biết đang nghĩ gì. Người đàn ông áo đỏ bên cạnh Tội Vương trầm giọng nói, Tội Vương, Gian Thương kia. Tội Vương bình tĩnh nói, Kháo Sơn Vương này đang gài bẫy ta. Người đàn ông áo đỏ gật đầu, bây giờ ông phải đối mặt thế nào? Tội Vương im lặng một lát rồi nói, báo cáo lên trên, để mọi người biết Kháo Sơn Vương có khả năng giết bản thể của chúng ta, như thế sẽ có thể thu hút những người khác đến chinh phục thế giới này. Nghe vậy, người đàn ông lập tức xa sầm mặt, như thế, không phải chúng ta sẽ phải chia sẻ lợi ích của thế giới này cho người khác sao? Tội Vương nhẹ giọng nói, không làm thế thì có thể làm thế nào? Người đàn ông nói, chúng ta còn ba vị vương nữa đều đang tỉnh, kết hợp với ba người họ, có lẽ chúng ta có thể giết chết Kháo Sơn Vương này. Tội Vương im lặng. Người đàn ông lại nói, Tội Vương, thế giới này đã khiến chúng ta tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực, nếu từ bỏ vào lúc này thì thật sự là không cam lòng. Tội Vương hít mắt, vậy thì liều mạng lần cuối đi. Người đàn ông gật đầu, liều mạng một lần nữa. Tội Vương nhìn về phía cuối chân trời, gằn giọng nói, triệu tập người của chúng ta đến đây. Người đàn ông gật đầu, được. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Tội Vương nhìn về phía cuối chân trời xa xa bằng ánh mắt lạnh lùng. Liều mạng lần cuối. Diệp Huyên và Vô Biên Chủ trở lại thần điện hư chân, trong điện, Diệp Huyên mở lòng bàn tay. Nhẫn chứa đồ của Gian Thương kia xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua nhẫn chứa đồ, bên trong có một loại tinh thạch thần bí, tinh thạch lớn chừng bàn tay, chứa đựng năng lượng rất kỳ lạ. Vô Biên Chủ nhìn tinh thạch kia, cau mày, đây là gì vậy? Diệp Huyên lắc đầu, không biết, linh thạch này không giống linh thạch của thế giới chúng ta cho lắm. Dứt lời, hắn đưa tinh thạch cho Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nhận lấy. Sau đó nói, khi nãy ta nghe Tội Vương nói thứ này là linh nguyên. Nói xong, ông ta cẩn thận quan sát một lúc, lắc đầu, thật sự không giống với tinh thạch của chúng ta, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong rất kinh khủng. Diệp Huyên gật đầu, năng lượng bên trong linh nguyên này rất kinh khủng, tinh thạch của thế giới này hoàn toàn không thể sánh bằng. Lúc này, Phổ Biên Chủ đột nhiên nói, hỏi thử Thái Sơ Thần Thụ xem. Diệp Huyên ngây người. Sau đó vội vàng gọi Thái Sơ Thần Thụ. Suýt quên mất tên này. Khi nhìn thấy linh nguyên trong tay Vô Biên Chủ, Thái Sơ Thần Thụ tỏ vẻ ngạc nhiên, linh nguyên. Diệp Huyên và Vô Biên Chủ nhìn nhau, Diệp Huyên hỏi, ngươi biết à? Thái Sơ Thần Thụ gật đầu, biết, là linh nguyên của chân thế giới. Diệp Huyên trầm giọng nói, chân thế giới mà ngươi nói. Thái Sơ Thần Thụ đáp, thật ra thế giới hư chân chia thành hư thế giới và chân thế giới, người của chân thế giới gọi thế giới của chúng ta là hư thế giới. Diệp Huyên nhíu mày, chân thế giới. Thái Sơ Thần Thụ gật đầu, ta cũng không rõ cụ thể thế nào, chỉ biết là một ngày nào đó bọn họ đột nhiên xâm lấn thế giới này, sau đó chính là như thế. Nói đến đây,
Nó im lặng một lát rồi mới nói tiếp, nhưng có lẽ chủ nhân bút đại đạo biết lai lịch thật sự của bọn họ. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, chủ nhân bút đại đạo, không biết người này đi đâu rồi. Thái Sơ thần thụ trầm giọng nói, có một khả năng là ông ta cố ý trốn ngươi không? Diệp Huyên im lặng. Vô biên chủ ở bên cạnh cũng nói, ta cũng thấy thế. Diệp Huyên cười khẽ, ông ta trốn ta làm gì? Vô biên chủ cười đáp, cái này phải hỏi ông ta mới biết được. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nhìn về phía Thái Sơ thần thụ, nói về linh nguyên này đi. Thái Sơ thần thụ trầm giọng nói, các ngươi có biết thứ này làm từ gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Thái Sơ thần thụ nói, đây là thứ ngưng tụ từ sinh linh cường giả. Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó hỏi, sinh linh cường giả. Thái Sơ thần thụ gật đầu, sau khi giết chết cường giả của thế giới này, những thần linh kia sẽ hút tu vi và tinh khí thần cả đời của bọn họ, sau đó chế tạo thành linh nguyên, mỗi viên linh nguyên cần ít nhất mấy chục nghìn cường giả. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên và vô biên chủ trở nên u ám. Dùng người làm linh thạch. Quá độc ác. Thái Sơ thần thụ nhẹ giọng nói, người càng mạnh sẽ chế tạo ra linh nguyên càng tinh thuần. Với thực lực của hai người, ít nhất có thể chế ra mấy trăm nghìn linh nguyên. Diệp Huyên lắc đầu, ta cũng không nghĩ tới chuyện chế tạo linh nguyên. Thái Sơ thần thụ nói, những thần linh kia xem tất cả sinh linh ở thế giới này như cỏ dại. Đợi sau khi trưởng thành sẽ gặt một bó. Nói đến đây, nó lắc đầu, năm đó nếu không nhờ chủ nhân bút đại đạo, thì thế giới này đã toi đời rồi. Nhưng lần này, có lẽ chủ nhân bút đại đạo sẽ không ra tay nữa. Vì ông ta đã giao đạo môn cho ngươi, cho nên. Diệp Huyên bình tĩnh nói, cho nên, ta lại bị ông ta gài rồi. Nếu ta chết trận, ta sẽ lôi ông ta theo cùng. Chủ nhân bút đại đạo. Nghe Diệp Huyên nói thế, Thái Sơ thần thụ lắc đầu cười. Vô biên chủ ở bên cạnh liếc nhìn Diệp Huyên, ông ta biết thật ra hắn không nói phét. Nếu Diệp Huyên quyết tâm muốn đưa ai đi thì ai có thể không đi được. Muội muội vô địch. Đại ca vô địch. Phụ thân vô địch. Ai dám không đi. Nghĩ thế, vô biên chủ lắc đầu cười. Thực ra cũng chẳng trách Diệp Huyên trở thành Kháo Sơn Vương, xuất thân như này, ai còn muốn chiến đấu nữa. Diệp Huyên bỗng lên tiếng, thần thụ, người có thể ban phước không giới hạn số lần không? Thái Sơ thần thụ trầm giọng đáp, trên lý thuyết thì có thể. Diệp Huyên hơi khó hiểu, trên lý thuyết. Thái Sơ thần thụ gật đầu, nhưng cũng phải xem thực lực của đối phương, nếu như quá yếu thì sẽ không chịu được ta ban phước mấy lần. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Hắn biết muốn đối kháng những thần linh kia thì nhất định phải có Thái Sơ thần thụ giúp đỡ. Khi đại chiến, để thần linh này ban phước mấy lần là cực kỳ đáng sợ luôn. Đúng lúc này, điện chủ Bắc Điện xuất hiện rồi trầm giọng nói, Diệp điện chủ, ta thấy chúng ta có thể đi đánh thức hai vị thần đế hư chân kia. Diệp Huyên gật đầu, được. Lúc trước khi đánh thức các cường giả ở thần mộ hư chân, hắn không đánh thức hai vị thần đế hư chân đó. Mấy người nhóm Diệp Huyên biến mất, khi xuất hiện lần nữa thì đã tới thần mộ hư chân. Dưới sự dẫn đường của điện chủ Bắc Điện, ba người tới trước một nghĩa địa, có bia mộ nhưng không có chữ nào. Điện chủ Bắc Điện thấp giọng nói, vị này là Nguyên Hư Thần Đế. Trong bia mộ có phong ấn của chủ nhân bút đại đạo, phong ấn đó có thể giúp ông ấy khôi phục thương thế. Diệp Huyên gật đầu, khẽ nói, ông ấy có sẵn lòng chiến đấu một lần nữa vì vùng vũ trụ này không? Điện chủ Bắc Điện im lặng một lúc rồi đáp, có lẽ thần đế này sẽ sẵn lòng. Bởi năm đó môn phái của ông ấy đều chết tại chiến trường hư chân, cuối cùng chỉ còn một mình ông ấy và đám thần linh kia có mối thù truyền kiếp. Diệp Huyên gật đầu, sau đó đi tới trước mộ, hắn từ từ nhắm mắt, rất nhanh, hắn đã cảm ứng được phong ấn chủ nhân bút đại đạo để lại trong mộ. Diệp Huyên xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, khi ấy ngôi mộ khẽ rung lên, sau đó một luồng khí màu đỏ chậm rãi bay ra. Phong ấn biến mất. Diệp Huyên nhìn ngôi mộ chăm chú, không nói gì. Lúc này, ngôi mộ đột nhiên từ từ tách ra làm hai, sau đó một ông lão chậm rãi bước ra. Nguyên Hư Thần Đế, khoảnh khắc ông lão xuất hiện, thời không nơi này trở nên vặn vẹo méo mó. Chỉ một luồng khí thế đã có thể khiến thời không nơi đây run rẩy. Ánh mắt Nguyên Hư Thần Đế nhìn vào Diệp Huyên,
Sau đó ông ta nhẹ nhàng nói, chủ nhân bút đại đạo chọn cậu. Diệp Huyên gật đầu. Nguyên Hư quay đầu nhìn bầu trời rồi nói, ta cảm nhận được khí thế của những thần linh kia, bọn chúng trở lại xâm lược rồi. Diệp Huyên nhìn thẳng vào Nguyên Hư thần đế, không biết tiền bối có sẵn sàng chiến đấu vì vũ trụ này một lần nữa không? Nguyên Hư thần đế cười to, có vấn đề gì đâu chứ? Nghe vậy, Diệp Huyên gật đầu, có cường giả tuyệt thế này trợ giúp đương nhiên là chuyện tốt. Nguyên Hư thần đế đánh giá Diệp Huyên rồi cười bảo, người đúng là rất được. Tiếc là ngươi không sinh ra ở thời đại đó của chúng ta. Nói rồi ông ta dừng lại một chút, tiếp đó thì lắc đầu, không sinh ra ở thời đại của chúng ta cũng không phải chuyện xấu. Nếu sinh ở thời đại đó thì ai đi đầu thời đại này? Diệp Huyên hạ giọng hỏi, tiền bối, bây giờ đám thần linh kia đã trở lại xâm lược, ta từng giao đấu với chúng thực sự rất mạnh, điều ta muốn biết là tại sao năm xưa các ông lại thắng được chúng. Mặc dù hắn có thể giết thần linh, nhưng người khác thì không. Vô Biên Chủ cũng không làm được. Điều này khiến hắn rất đau đầu. Nguyên Hư thần đế trầm giọng trả lời, đúng là bọn chúng không chết, nhưng chúng sẽ yếu đi. Diệp Huyên cau mày, yếu đi. Nguyên Hư gật đầu, mỗi lần giết bọn chúng, tuy chúng có thể sống lại nhưng sẽ trở nên yếu hơn, chết càng nhiều lần thì sẽ càng yếu. Mà khi yếu tới một mức độ nhất định, chúng ta có thể phong ấn chúng. Diệp Huyên hỏi, năm xưa chủ nhân bút đại đạo cũng không thể giết được chúng ư? Nguyên Hư khẽ đáp, ông ấy có thể, nhưng chỉ ông ấy có thể. Diệp Huyên im lặng. Chủ nhân bút đại đạo vẫn rất lợi hại. Nguyên Hư nói tiếp, cũng may năm đó có ông ấy trợ giúp, nếu không. Vừa nói ông ta vừa lắc đầu, không nói tiếp nữa. Diệp Huyên hỏi, sau trận chiến năm đó là ông ấy đi luôn, đúng không? Nguyên Hư gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên lại hỏi, tiền bối có biết ông ấy đi đâu không? Nguyên Hư lắc đầu, không biết. Năm đó sau khi trận chiến kết thúc, ông ấy nói sẽ rời đi. Chúng ta có hỏi nhưng ông ấy không nói, chỉ nói là vì thế giới này, chúng ta và ông ấy đã cố hết sức rồi thôi. Nếu sau này có xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể lựa chọn không đối phó, sẽ có người đến đối phó. Nghe vậy, mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm. Chết tiệt! Có người đến đối phó. Mẹ nó chứ! Chẳng phải là đang nói hắn sao? Bảo sao lão đó lại giao đạo môn cho mình? Không hề có ý tốt. Vô Biên Chủ ở một bên cũng lắc đầu. Ông ta biết Kháo Sơn Vương đã bị chủ nhân bút đại đạo sắp đặt. Nguyên Hư nhìn Diệp Huyên khẽ nói, dù thế nào, ông ấy đã chọn cậu thì chúng ta cũng sẽ đi theo cậu. Diệp Huyên lắc đầu cười. Nguyên Hư nói, ta về xem chỗ cũ đây, khi đại chiến, tự ta sẽ xuất hiện. Nói xong người ông ta hơi run lên rồi biến mất ở cuối tinh không. Diệp Huyên nhìn bầu trời, sau đó nhìn điện chủ Bắc Điện, ông ta gật đầu, đi theo ta. Nói xong ông ta dẫn Diệp Huyên và Vô Biên Chủ tới trước một ngôi mộ khác, trong này là đạo Pháp Thần Đế, năm xưa trong đạo môn, ngoài chủ nhân bút đại đạo thì đây là người mạnh nhất. Thực lực vô cùng đáng sợ. Trận chiến năm đó một mình ông ấy chiến đấu với bốn thần vương, cuối cùng tuy ông ấy bị thương nặng, đạo tắc và pháp tắc phân tán trong vũ trụ, nhưng ông ấy vẫn giết được bốn thần vương cả trăm lần, sau cùng phong vấn tất cả bọn chúng. Nói rồi, trên mặt ông ta hiện rõ vẻ nặng nề, vị đại lão này thật sự vô cùng cường hãn, là người đứng đầu trong chín đại hư chân thần đế. Thần đế đứng đầu. Diệp Huyên gật đầu, hắn từ từ nhắm mắt. Chẳng mấy chốc đã lại cảm ứng được sức mạnh phong ấn chủ nhân bút đại đạo để lại. Diệp Huyên lấy kiếm Thanh Huyên ra, kiếm Thanh Huyên rung lên, sức mạnh phong ấn lập tức biến mất. Lúc này, ngôi mộ chợt tách ra làm hai, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra, khi ông ta xuất hiện, không gian bỗng rung lên, sau đó thiên địa lập tức nứt lìa dưới sự chứng kiến của mấy người phía Diệp Huyên. Thấy vậy, nét mặt Diệp Huyên chợt trở nên nghiêm nghị. Thực lực thật mạnh. Đạo Pháp Thần Đế chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh với ánh mắt mờ mịt. Thật lâu sau, ông ta nhìn Diệp Huyên, ngươi là người được ông ta chọn. Diệp Huyên gật đầu. Đạo Pháp Thần Đế im lặng không lên tiếng nữa. Diệp Huyên hỏi, tiền bối có muốn chiến đấu lại một lần nữa vì vũ trụ này không? Đạo Pháp Thần Đế nhìn Diệp Huyên một lúc rồi đáp không? Diệp Huyên sững người.
Ông không theo lẽ thường à? Đạo Pháp Thần Đế nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, ta không nợ vũ trụ này điều gì. Nói xong ông ta quay người bỏ đi. Diệp Huyên gọi lại, tiền bối. Đạo Pháp Thần Đế quay lại nhìn Diệp Huyên, hắn do dự rồi cười bảo, tiền bối, bảo trọng. Đạo Pháp Thần Đế nhìn Diệp Huyên, thực lực của ta đều ở trong đạo tắc và pháp tắc, mà bây giờ đạo tắc và pháp tắc đã phân tán trong vũ trụ chư thiên vạn giới này rồi, hơn nữa chúng cũng đã bị thương nặng. Chúng ta cần thời gian, hy vọng ngươi có thể hiểu. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Đạo Pháp Thần Đế gật đầu, quay người đi tiếp. Chẳng mấy chốc, ông ta đã biến mất khỏi tầm mắt của mấy người. Diệp Huyên nhìn bóng lưng rời đi của Đạo Pháp Thần Đế, khẽ nói, Vô Biên, sau này làm phiền ông nhiều. Vô Biên Chủ. Diệp Huyên nhìn Vô Biên Chủ, ông đừng có vẻ mặt này, bây giờ trong chúng ta chỉ có ông có thể giương cờ thôi. Vô Biên nhàn nhạt bảo, người đừng nói mấy lời này với ta có thể đối phó được thì sẽ đối phó, không đối phó được thì ta sẽ chạy. Ta không liều mạng chống cự đâu. Diệp Huyên hỏi, ông không muốn phá thần à? Vô Biên im lặng. Diệp Huyên mỉm cười khẽ, muốn phá thần thì phải thẳng thừng đối mặt với mọi nỗi sợ. Ông nhìn ta xem, ta không sợ đám thần linh đó chút nào. Vô Biên nhìn Diệp Huyên, ngươi không sợ vì ngươi có ba đại lão vô địch chống lưng phía sau, ngươi sợ cái gì? Diệp Huyên cười lớn, Vô Biên, lần này ta không gọi người. Nói xong hắn quay người rời đi. Vô Biên nhìn theo hướng hắn đi, lắc đầu nói, ta tin ngươi có mà bán nhà. Sau khi về lại thần điện hư chân, Diệp Huyên đi vào tiểu tháp. Tu luyện. Lúc trước chiến đấu với tội vương, tuy hắn chiếm ưu thế nhưng hắn biết là dựa vào kiếm thanh huyên. Nếu không có kiếm thanh huyên, có lẽ hắn với tội vương sẽ ngang tài ngang sức. Mà những thần linh kia chắc chắn còn có cường giả khác. Phải công nhận rằng sau khi lựa chọn mọi chuyện đều do mình gánh vác, áp lực thực sự rất lớn. Nhưng hắn nhất định phải đi qua con đường này. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt lại, chẳng bao lâu, vô số kiếm ý nhân gian đã tuôn ra từ cơ thể hắn. Kiếm ý nhân gian này đã mạnh hơn lúc trước vô số lần. Có thể nói, bây giờ mỗi ngày kiếm ý nhân gian của hắn đều trở nên mạnh hơn. Diệp Huyên mở mắt ra rồi nhẩm niệm. Trong nháy mắt vô số kiếm ý nhân gian hóa thành kiếm quang bay vụt lên trời. Một suy nghĩ, nghìn vạn thanh kiếm. Nghìn vạn thanh kiếm phóng lên trời, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, nghìn vạn thanh kiếm bỗng hóa thành từng luồng kiếm quang rồi rơi vào lòng bàn tay hắn. Kiếm nhân gian. Kiếm nhân gian của hắn hiện giờ thực ra đã vô cùng đáng sợ, có thể nói là chỉ đứng sau tam kiếm và kiếm thanh huyên. Nhìn kiếm nhân gian trong tay, Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Trên thực tế, kiếm thanh huyên hiện tại đối với hắn là một xiềng xích. Kiếm thanh huyên sắc bén là do Thanh Nhi chứ không phải do hắn. Kiếm vì người mà bất phàm, nhưng hiện giờ bản thân kiếm thanh huyên đã bất phàm, chứ không phải vì hắn mà bất phàm. Đây là một xiềng xích. Nhưng hắn tạm thời vẫn chưa muốn bỏ kiếm thanh huyên. Dù sao cũng đã đi theo hắn lâu như vậy. Thật sự có tình cảm. Vì vậy hắn vẫn nên cố gắng nâng cao thực lực của bản thân thì hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên ngồi khoanh chân trên đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu tu luyện. Hắn biết những thần linh đó không lâu nữa chắc chắn sẽ lại tới tấn công. Phải cố gắng nâng cao thực lực thôi. Hắn lấy ra một đống linh nguyên rồi bắt đầu hấp thu. Hắn lấy được tổng cộng 60.000 viên linh nguyên từ tay tên gian thương đó. Hắn đã đưa cho Vô Biên chủ 30.000 viên, hắn vẫn còn 30.000 viên. Không thể không nói, linh nguyên này thực sự rất bá đạo, vừa mới hấp thu, khí thế của hắn đã nhanh chóng tăng vọt. Diệp Huyên thầm kinh ngạc. Linh nguyên này thực sự đáng gờm. Không suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Tu luyện trong tiểu tháp, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua 100 năm. Trong 100 năm. Diệp Huyên đã hấp thu toàn bộ linh nguyên. Khí thế của hắn hiện giờ cũng đã mạnh chưa từng có. Giờ phút này, một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người tới chính là An Lan Tú. Diệp Huyên chợt mở mắt, trong mắt hắn có kiếm quang lóe lên. An Lan Tú mỉm cười, đột phá rồi à?
Diệp Huyên cười đáp, không biết. Nói xong hắn đứng dậy, xòe tay, một luồng kiếm quang phóng lên trời. Ù! Tiếng kiếm ngân vang vọng khắp thế giới trong tiểu tháp. Vẻ mặt An Lan Tú nghiêm túc, kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Diệp Huyên nhìn luồng kiếm quang trên trời, khẽ nói, mạnh hơn rất nhiều rồi. An Lan Tú gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên bỗng nhìn về phương xa, khí thế của các cường giả tỉnh lại từ thần mộ hư chân lúc này đều đã mạnh hơn trước rất nhiều. Đây là một tin tốt. Đúng lúc này, điện chủ Bắc Điện chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và An Lan Tú, ông ta hơi cúi người rồi trầm giọng nói, điện chủ, đám thần linh kia hành động rồi. Diệp Huyên nheo mắt, bọn chúng không kiềm chế được nữa rồi. Điện chủ Bắc Điện gật đầu, đúng thế, chắc bọn chúng sẽ có động thái lớn đấy. Động thái lớn? Diệp Huyên chợt hỏi, Vô Biên đâu? Điện chủ Bắc Điện ngẩn ra, sau đó đáp, ông ấy đang đi dạo trong thành, uống rượu hoa. Sắc mặt Diệp Huyên chợt tối sầm. Uống rượu hoa? Vô Biên, không ngờ ông lại thích chơi vậy đấy. Diệp Huyên bảo, gọi ông ta về. Nói xong hắn và An Lan Tú biến mất tại chỗ. 15 phút sau, mấy người tới trước một ngọn núi, Diệp Huyên đỉnh núi, phía trên toàn là thần linh. Có tới hơn 100.000 người. Nhìn thấy đội hình này, điện chủ Bắc Điện sầm mặt, bọn chúng định phát động tổng tấn công à. Vô Biên chủ bình tĩnh tiếp lời, có lẽ là vậy. Diệp Huyên nhìn tội vương dẫn đầu, lúc này gã cũng đang nhìn hắn. Kẻ thù gặp nhau, hai bên đều đỏ mắt. Tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sát khí trong mắt cực rõ ràng. Diệp Huyên nhìn gã, cười bảo, tội vương, đấu đơn không? Tội vương nhìn Diệp Huyên, đang định từ chối thì lúc này Diệp Huyên lại nói, ta không dùng thần kiếm đó. Nghe thế, tội vương ngẩn ra. Không dùng thanh kiếm đó. Tội vương hơi híp mắt, thật chứ? Diệp Huyên gật đầu, thật. Tội vương đột nhiên bay tới trước mặt Diệp Huyên, cười hỏi, Kháo Sơn Vương, ngươi sẽ không dở trò chứ? Diệp Huyên nhìn tội vương, ông có thể không tin ta, nhưng xin đừng nghi ngờ nhân phẩm của ta. Tội vương cười lớn, giây tiếp theo bỗng lao về phía trước, tung một quyền về phía Diệp Huyên. Ầm ầm, một quyền này khiến thiên địa nứt ra, hai người tiến vào thời không hắc ám vô tận. Mà lúc này Diệp Huyên xòe tay, kiếm nhân gian xuất hiện. Hắn không sử dụng kiếm thanh huyên. Rầm. Sau tiếng động lớn vang lên, tội vương bị chém lui cả nghìn trượng. Mà Diệp Huyên thì vẫn đứng yên tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đám thần linh đều tỏ vẻ khó tin. Tội vương nhìn nắm đấm của mình, trên nắm đấm của gã đã có một vết kiếm thật sâu. Thấy vậy, vẻ mặt gã trở nên cực kỳ khó coi, gã biết thực lực của Kháo Sơn Vương đã tăng lên rồi. Chỉ là, tại sao trong thời gian ngắn, hắn lại có thể tăng được nhiều như vậy? Bật hách đấy à? Nơi xa, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được lực lượng nhân gian vô cùng vô tận trong cơ thể mình. Nhân gian tín ngưỡng kiếm đạo. Diệp Huyên chợt mở mắt, nhìn tội vương, tiếp tục. Tiếp tục. Âm thanh như sấm sét, rung chuyển cả thiên địa. Tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, một khắc sâu gã hóa thành vô số tàn ảnh. Đùng đoàng. Một luồng khí thế mạnh mẽ đáng sợ quét qua. Sau đó vô số tàn ảnh lao về phía Diệp Huyên. Tung chiêu lớn rồi. Xa xa, Diệp Huyên híp mắt, giết. Ù. Tiếng kiếm ngân vang lên, nghìn vạn thanh kiếm nhân gian phóng ra từ cơ thể Diệp Huyên. Phập phập phập. Trong nháy mắt, tất cả tàn ảnh đều bị đâm xuyên. Ầm. Dưới ánh mắt của mọi người, tội vương bị đẩy lùi cả mấy vạn trượng, khi gã dừng lại, cơ thể đã nát vụn, chỉ còn lại linh hồn. Mọi người đang có mặt đều hóa đá. Tội vương hơi ngơ ngác, gã đang định lên tiếng thì một thanh kiếm đã phóng tới trước mặt. Tội vương kinh hãi, ra tay. Ầm. Dứt lời, thời không trước mặt gã tách ra, một tàn ảnh xuất hiện. Vèo. Kiếm của Diệp Huyên bị một bàn tay màu đen chặn lại. Trước mặt tội vương là một người đàn ông mặc áo choàng đen, hai tay lộ ra ngoài của y đen kịt. Hơn nữa còn khô khốc như xác chết, y dùng tay không chặn lại kiếm nhân gian của Diệp Huyên.
Diệp Huyên xòe tay, kiếm nhân gian về lại tay hắn, hắn nhìn tội vương, bình tĩnh nói, đánh không lại thì gọi người đấy à? Tội vương nhìn Diệp Huyên đăm đăm, Diệp Huyên cười bảo, ông gọi người thì ta cũng gọi, công bằng mà phải không? Mọi người, nghe Diệp Huyên nói thế, nét mặt tội vương lập tức thay đổi. Lúc này gã đang nghĩ tới kiếm tu mặc trường bào màu mây. Kiếm tu vô địch. Cho đến giờ, cứ nghĩ đến đối phương là lòng gã lại hơi sợ hãi. Tội vương nhìn Diệp Huyên, trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an, tên này sẽ không thật sự gọi người đấy chứ. Diệp Huyên nhìn tội vương, chỉ cười không nói. Tội vương nhìn Diệp Huyên chăm chú, Kháo Sơn vương, làm người vẫn nên dựa vào mình, nếu ngươi cứ gọi người mãi sẽ chỉ phạm sai lầm thôi. Vậy nên nếu ngươi muốn đột phá chính mình thì phải dựa vào bản thân, hiểu không? Diệp Huyên cười lớn, ông yên tâm, ta sẽ không gọi người. Nghe vậy, tội vương thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Diệp Huyên chợt nhìn vào người áo choàng đen, hắn quan sát y, trong lòng hơi chấn động, không ngờ đối phương có thể dùng tay không bắt lấy kiếm nhân gian của hắn. Hơn nữa hơi thở của người này rất kỳ dị, như có như không. Nhưng nếu cảm nhận kỹ thì hơi thở của đối phương tựa như lan khắp thiên địa, không nơi nào không có. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nhìn sang Vô Biên chủ, Vô Biên, ông đánh với người này đi. Vô Biên chủ nhìn Diệp Huyên, người đúng là huynh đệ tốt. Diệp Huyên cười, ông tu luyện lâu như vậy chẳng lẽ không muốn thực chiến một lần. Nghe vậy, Vô Biên chủ cười to, cũng đúng. Nói rồi ông ta nhìn người áo choàng đen, tới đây. Dứt lời, ông ta lao ra. Thời không tan vỡ. Xa xa, người áo choàng đen đột nhiên tung quyền. Đoàng đoàng. Đột nhiên có tiếng nổ vang vọng như tiếng sấm, trong nháy mắt thiên địa tối đen như mực, từng làn sóng xung kích với sức mạnh kinh khủng lan rộng khắp bốn phía. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt tội vương trở nên nặng nề, gã nhìn Vô Biên chủ, khẽ nhíu mày, đây lại là tên nào nữa? Cũng mạnh đấy. Đoàng. Đúng lúc này, trong thời không hắc ám vô tận lại vang lên một tiếng nổ nữa, vô số sức mạnh cuồng bạo hóa thành sóng xung kích không ngừng lan ra bốn phía, thậm chí cả thời không xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển. Kinh hãi. Diệp Huyên nhìn Vô Biên chủ cũng hơi khiếp sợ, thời gian này không uổng công Vô Biên chủ tu luyện. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên lại nhìn về phía người áo đen, toàn thân y được áo choàng đen bao phủ, không nhìn thấy khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy hai tay của y, đôi tay khô khốc như xác ướp, rất kỳ lạ. Diệp Huyên chợt nhìn tội vương, ông mời thứ gì tới đấy? Trông không giống người bình thường. Tội vương nhìn Diệp Huyên, thứ gì là cái gì hả? Ông ấy là thần vương, chiến thiên thần vương. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tội vương, ông ta mạnh hơn ông đấy. Nói thật, ông làm thần vương không được thực tế lắm đâu. Tội vương nhìn Diệp Huyên đăm đăm, ta bị phong ấn bao nhiêu năm? Diệp Huyên nhíu mày, ông đã ra lâu như vậy rồi, vẫn chưa hồi phục à? Tội vương khẽ nói, đương nhiên, thực lực của ta bây giờ nhiều nhất cũng chỉ bằng 5 phần thời kỳ đỉnh cao thôi. Diệp Huyên lắc đầu, ông thật không biết xấu hổ. Tội vương. Đúng lúc này, trong thời không hắc ám vô tận phía xa lại vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc nữa. Sau đó Vô Biên chủ và Chiến Thiên Thần Vương đều lùi lại, cả hai cùng lùi lại cả mấy chục vạn trượng. Sau khi Vô Biên chủ dừng lại thì nhìn tay phải của mình, tay phải của ông ta đã nứt, máu tươi chậm rãi tuôn ra. Xa xa, hai tay khô khốc của Chiến Thiên Thần Vương lại không có gì khác thường. Vô Biên chủ bỗng lên tiếng, Diệp Thiếu, cho ta mượn kiếm của ngươi đi. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó xòe tay, kiếm Thanh Huyên bay vào tay Vô Biên chủ. Lúc này, tội vương ở đằng xa bỗng biến sắc, gã nổi giận gào lên với Vô Biên chủ con mẹ nó. Ngươi dùng thần khí, ngươi có biết xấu hổ không hả? Vô Biên chủ nhìn tội vương, liên quan gì đến ngươi? Ngu xuẩn! Nói xong ông ta xông về phía Chiến Thiên Thần Vương. Thấy thế, tội vương giận không kiềm chế được, thô lỗ, dung tục, người của thế giới hư chân các ngươi đều không có tư chất. Nói rồi gã nhìn Diệp Huyên, đặc biệt là ngươi. Diệp Huyên nhìn tội vương, ông kéo dài thời gian có phải đang chờ quân cứu viện không? Nghe vậy, nét mặt tội vương bình tĩnh trở lại, gã nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không nói lời nào. Diệp Huyên nhìn phía sau tội vương,
ở đó đã có mấy trăm nghìn thần linh, khí thế của những thần linh này vô cùng mạnh, điều quan trọng nhất là vẫn còn thần linh đang liên tục tới đây. Nhìn thấy cảnh này, mặt Đại Sơn tối sầm lại. Bên phía thế giới hư chân, về mặt số lượng đã bị đối phương áp đảo hoàn toàn. Trận chiến này không dễ đánh đây. Tội Vương nhìn Vô Biên Chủ và Chiến Thiên Thần Vương đang chiến đấu phía xa, trầm mặc không nói. Đương nhiên gã đang chờ, lần này gã chỉ có thể thắng, không thể thua, vì thế gã đã mời viện trợ bên ngoài. Diệp Huyên nhìn Tội Vương, cũng không lên tiếng. An Lan Tú đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nhẹ giọng bảo, ta cảm nhận được rất nhiều hơi thở mạnh mẽ đang ẩn náu, có cường giả đang nấp trong bóng tối. Diệp Huyên gật đầu, ta cũng cảm nhận được. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Diệp Huyên khẽ cười, sợ à? An Lan Tú lắc đầu, sợ cái gì? Chỉ là cái chết thôi mà. Diệp Huyên phá lên cười. Tội Vương nhìn Diệp Huyên đang cười lớn, trong lòng thấy hơi bất an. Người này từ đầu đến giờ đều rất bình tĩnh, nhất là sau khi biết gã điều động người tới, vẫn bình tĩnh như vậy. Rất không bình thường. Có phải hắn đang gọi người không? Tội Vương nhíu mày, chắc hắn sẽ không vô liêm sỉ đến thế đâu. Đúng lúc này, Chiến Thiên Thần Vương phía xa đột nhiên liên tục lùi lại phía sau, lần này y lùi lại mười mấy vạn trượng, sau khi dừng lại, một luồng ánh sáng trắng chém tới trước mặt y. Bùm! Một tiếng vang thật lớn vang lên, Chiến Thiên Thần Vương bị chém lùi mấy vạn trượng, mà lần này khi y dừng lại, tay phải khô quắt đã bị chém đứt. Thấy vậy, Phổ Biên Chủ bật cười lớn, Diệp Thiếu, kiếm này của ngươi được đó nha. Ha ha! Diệp Huyên nhìn Vô Biên Chủ rồi bảo, dùng kiếm này nhiều quá sẽ đánh mất chính mình. Vô Biên Chủ lắc đầu, đừng bảo thủ, làm người là phải uyển chuyển, nếu ngươi không muốn dựa vào ngoại vật thì có thể đưa cho ta, ta không sợ. Ha ha ha! Diệp Huyên! Lúc này kiếm Thanh Huyên khẽ rung lên, một khắc sau nó thoát khỏi tay Vô Biên, bay tới trước mặt Diệp Huyên. Thấy vậy, nét mặt Vô Biên Chủ cứng đờ. Thanh kiếm này cũng nóng tính đấy chứ. Diệp Huyên cầm kiếm Thanh Huyên, bật cười ha hả. Lúc này, hơn 10 hơi thở cường đại bất chợt xuất hiện, Diệp Huyên nhìn về phương xa, có hơn 10 người xuất hiện ở phía Tội Vương, mà hắn nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông mặc áo choàng đỏ và kiếm tu cô gái áo trắng, cô gái này lại sống lại rồi. Ngoài ra còn có mấy chục thần linh hai con ngươi. Không chỉ vậy, hiện tại số lượng của đám thần linh đã tăng lên hàng trăm nghìn. Vô Biên Chủ nhìn Diệp Huyên rồi bảo, hay là chuyện đánh thần tạm gác lại đi. Diệp Huyên lắc đầu cười, sao có thể nói mà không làm được. Vô Biên Chủ trầm giọng, không dễ đối phó. Diệp Huyên nhìn Tội Vương, cười đáp thử xem. Tội Vương nhìn Diệp Huyên chăm chú, Kháo Sơn Vương, trận chiến hôm nay quyết định sinh tử. Diệp Huyên gật đầu, được. Tội Vương giơ tay phải lên, đang định phát động tổng công kích, nhưng vào lúc này, hơn 10 luồng hơi thở đáng sợ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hai bên đều sững sờ. Diệp Huyên nhìn Tội Vương, ông vẫn gọi người nữa à? Tội Vương nhíu mày, không phải người của ngươi à? Nghe thế, cả hai người đều ngẩn ra. Người của ai tới đây? Diệp Huyên và Tội Vương đều ngơ ngác. Diệp Huyên có thể khẳng định mình không gọi người. Hơn nữa hơi thở của người tới rất lạ, vì thế chắc chắn không phải người phe hắn. Là ai? Dưới cái nhìn chăm chú của hai bên, hơn 10 cường giả đáng sợ đột nhiên xuất hiện trên trời. Mà khi nhìn thấy người đi đầu, Diệp Huyên và Tội Vương lại một lần nữa ngơ ngác. Sau khi ngớ người, nét mặt Tội Vương đã trở nên khó coi cùng cực. Bởi người đi đầu chính là tên gian thương đó. Chết tiệt! Tên gian thương đó dẫn người quay lại rồi. Trong lòng Tội Vương dâng lên vẻ bất an và hoảng sợ. Mà vẻ mặt Diệp Huyên lại trở nên kỳ lạ. Gian thương này thế mà lại đưa người quay lại. Sau khi gian thương xuất hiện thì nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn Tội Vương. Tội Vương vừa định lên tiếng thì gian thương đã phẫn nộ chỉ vào Tội Vương, chém chết ông ta. Mọi người! Nghe gian thương nói thế. Đám cường giả phía sau y lập tức lao thẳng về phía Tội Vương. Trong mắt Tội Vương hiện lên vẻ dữ dằn, giết. Cường giả phía sau gã vừa định ra tay thì gian thương bỗng tức giận chỉ vào đám sinh linh đằng sau Tội Vương,
giống to giận dữ, để ta xem kẻ nào dám ra tay. Hôm nay là ân oán cá nhân giữa ta và tội vương, ai dám ra tay thì chính ta sẽ tiêu diệt bản thể kẻ đó. Nghe vậy, vẻ mặt đám thần linh đều thay đổi. Trên thế giới này, cho dù bị giết, bọn chúng cũng không sợ, nhưng nếu bị tiêu diệt bản thể thì sẽ thật sự kết thúc. Mà thế lực phía sau gian thương này có người có thể tiêu diệt được bản thể của chúng. Vì vậy, tất cả mọi người đều ngừng di chuyển. Thấy cảnh này, nét mặt tội vương thay đổi rõ rệt, các ngươi định tạo phản đấy à? Mà lúc này, cường giả của gian thương đã xông tới trước mặt tội vương. Trong nháy mắt, tội vương đã bị đánh vào trong thời không hắc ám vô tận, rất nhanh gã đã bị đánh hội đồng. Bị đánh không thể đánh trả. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên và Vô Biên Chủ nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có vẻ kinh hãi. Thực lực của hơn chục người gian thương đưa tới thật đáng sợ, ai cũng là cường giả cấp thần vương là thấp nhất. Vô Biên Chủ trầm giọng bảo, thế giới hư chân này đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Diệp Huyên gật đầu. Bây giờ xem ra tội vương chỉ là một nhân vật nhỏ ở thế giới này. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên cau chặt lông mày. Lúc này, trong thời không hắc ám vô tận, tội vương đã hoàn toàn bị áp chế và đánh tàn bạo, thậm chí không có sức đánh trả. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì gã sẽ bị đánh chết. Nhưng vào lúc này, một giọng nói chợt vang lên ở cuối tinh không, được rồi. Được rồi. Vừa dứt lời, gian thương chợt nheo mắt, im lặng một lúc rồi phất tay, những người y đưa tới lập tức dừng lại. Mà lúc này tội vương không chỉ bị đánh hỏng cơ thể mà đến linh hồn cũng chẳng còn. Lúc này, gian thương bỗng nhìn Diệp Huyên, nháy mắt với hắn. Diệp Huyên lập tức hiểu ý rồi xông ra. Phía xa, tội vương bỗng biến sắc, gã vừa định lui đi thì kiếm của Diệp Huyên đã đâm xuyên qua đầu mày của gã. Bùm! Linh hồn tội vương run rẩy kịch liệt, trong mắt mọi người, kiếm Thanh Huyên cấp tốc hấp thu linh hồn của tội vương. Nhưng lúc này, một luồng hơi thở đáng sợ chợt ập tới từ nơi sâu trong tinh hà. Diệp Huyên nheo mắt, Vô Biên, đối phó một lúc đi. Khóe miệng Vô Biên khẽ giật, nhưng rồi ông ta vẫn lao ra, đánh một quyền vào nơi sâu trong tinh không. Bùm! Theo tiếng nổ lớn vang lên, Vô Biên Chủ bị một sức mạnh cường đại đánh bay ra cả mấy chục vạn trượng. Giây sau đó, một luồng ánh sáng đen vọt vào cơ thể tội vương. Vèo! Trong nháy mắt, kiếm Thanh Huyên trong cơ thể tội vương bị đánh bay ra ngoài, một luồng sức mạnh thần bí kéo tội vương vào sâu trong tinh hà. Diệp Huyên xòe tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn về nơi sâu trong tinh hà, tội vương kia đã biến mất. Mà đám thần linh kia cũng rút đi như thủy triều, hóa thành từng luồng sáng trắng biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Diệp Huyên nheo mắt định đuổi theo, gian thương ở bên cạnh bỗng nói, đừng đuổi theo nữa, bọn chúng đã không còn ở thế giới này nữa rồi, người không đuổi theo được đâu. Diệp Huyên nhìn gian thương rồi hỏi, ta có thể tới chân thế giới của các ngươi không? Gian thương lắc đầu, không thể. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Gian thương suy nghĩ một lúc rồi đáp, ta cũng không biết nên nói với ngươi như thế nào, tóm lại là ngươi không tới được thế giới của chúng ta đâu. Diệp Huyên híp mắt, nói cách khác các ngươi có thể tới đây bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta thì không lên được chỗ của các ngươi. Gian thương gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng. Y nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt phức tạp, người khá xảo quyệt nhưng làm người cũng không tệ. Dù thế nào, lúc trước ngươi cứu ta một lần, bây giờ hai chúng ta đã hết nợ. Nói xong y quay người rời đi. Diệp Huyên bỗng gọi, khoan đã. Gian thương nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười, ta muốn hỏi một câu. Gian thương gật đầu, hỏi đi. Diệp Huyên nói, vừa nãy ngươi nói ngươi có thể giết được bản thể của chúng đúng không? Gian thương gật đầu, đúng, vì bản thể của ta ở cùng một chỗ với chúng. Diệp Huyên gật đầu, có nghĩa là muốn giết các ngươi, chỉ có thể tới thế giới của các ngươi mới được đúng không? Gian thương trầm giọng, trước đây là như vậy. Nhưng bây giờ ta thấy có lẽ thế giới của các ngươi cũng có người có thể giết được người của thế giới của chúng ta. Diệp Huyên xòe tay, thanh kiếm này à? Gian thương gật đầu, nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên rồi hỏi, ta có thể quan sát kỹ thanh kiếm này được không? Diệp Huyên cười đáp, được. Nói rồi hắn xòe tay, kiếm Thanh Huyên bay tới trước mặt gian thương.
Gian Thương cầm kiếm Thanh Huyên, nhìn thanh kiếm trong tay, vẻ mặt y dần trở nên nặng nề. Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Gian Thương, mà lúc này thần thức của hơn 10 cường giả hàng đầu bên cạnh Gian Thương lập tức khóa chặt lấy hắn. Diệp Huyên cau mày, Gian Thương vung tay, hơn 10 cường giả hàng đầu kia lập tức tránh sang một bên. Gian Thương nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay với vẻ mặt phức tạp, thanh kiếm này của ngươi có thể phá vỡ quy tắc của thế giới chúng ta, chủ nhân của thanh kiếm này chắc chắn là một người vô cùng lợi hại. Nói xong y dừng một chút rồi lại hỏi, người chế tạo ra thanh kiếm này là chủ nhân Bút Đại Đạo à? Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Trong mắt Gian Thương hiện lên vẻ kinh ngạc, không phải. Diệp Huyên gật đầu, không phải ông ấy, là người khác. Gian Thương im lặng một lúc mới nói, thế mà lại không phải chủ nhân Bút Đại Đạo, không ngờ ở thế giới các ngươi ngoài chủ nhân Bút Đại Đạo còn có người có thể vượt khỏi quy tắc. Diệp Huyên hơi tò mò, chủ nhân Bút Đại Đạo là người của thế giới chúng ta hay thế giới các ngươi? Gian Thương lắc đầu, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi cũng không biết. Gian Thương gật đầu, chúng ta từng nghi ngờ ông ấy là người của thế giới chúng ta, nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa nếu ông ấy thật sự là người của thế giới chúng ta thì sẽ không cùng các ngươi chống lại chúng ta. Nhưng, nói đến đây y dừng lại một chút. Sau đó lại nói, theo trực giác của ta thì ông ấy hẳn là người của chúng ta, vì ông ấy hiểu quá rõ chúng ta. Trận chiến năm đó nếu không có ông ấy giúp đỡ thì thế giới các ngươi đã không còn rồi. Diệp Huyên im lặng. Chủ nhân Bút Đại Đạo thật sự càng lúc càng bí ẩn. Gian Thương trả kiếm Thanh Huyên lại cho Diệp Huyên, tuy chúng ta là kẻ thù, nhưng trước đây ngươi cứu ta nên ta cho ngươi một đề nghị. Thực lực của ngươi rất mạnh, lại có thanh kiếm này. Chắc chắn người của chúng ta sẽ không để ngươi sống. Vừa rồi có người ngăn cản ta, điều này có thể chứng minh thái độ của họ đối với ngươi cũng là như vậy. Vì thế không lâu nữa bọn họ sẽ nhắm vào ngươi, lúc đó không chỉ là thế lực của tội vương nữa đâu. Chắc chắn thế lực khác cũng sẽ tới đây tiêu diệt ngươi. Vậy nên đề nghị của ta là đừng quan tâm những người phía sau lưng ngươi. Ngươi mau ẩn mình đi, thế lực của thế giới chúng ta sẽ tiêu diệt các ngươi, nhưng bọn họ sẽ không giết toàn bộ. Qua được kiếp này là sẽ kết thúc. Diệp Huyên lắc đầu cười, coi như nuôi heo đi. Gian Thương nhìn Diệp Huyên rồi nói tiếp, dù thế nào cũng cẩn thận nhé. Còn nữa, tội vương chỉ là nhân vật nhỏ mà hiện giờ ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của các đại lão phía trên. Vậy nên rắc rối sau này của ngươi sẽ rất lớn đấy. Diệp Huyên gật đầu, cảm ơn. Gian Thương gật đầu, quay người rời đi cùng đám cường giả vây quanh. Diệp Huyên nhìn Gian Thương, một lát sau, hắn xòe tay, một lá bùa xuất hiện trong tay, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiểu quan. Lúc Diệp Huyên gọi cái tên đó, không gian trước mặt hắn hơi rung lên. Thấy thế, khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên rồi xoay người rời đi. Vô Biên Chủ liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Thần Điện Hư Chân. Trong điện ngoại trừ Diệp Huyên còn có Bắc Điện Chủ. Nam Điện Chủ và nhóm trưởng lão Thần Điện Hư Chân. Vẻ mặt ai nấy cũng đều rất nghiêm nghị. Tuy Diệp Huyên đã đánh đuổi đám thần linh kia, nhưng tất cả mọi người đều biết họ sẽ quay trở lại nhanh thôi. Diệp Huyên liếc mắt nhìn mọi người, cười nói, ta biết áp lực của mọi người rất lớn, ta cũng thấy rất áp lực. Mọi người nhìn Diệp Huyên, hắn nói tiếp, thực lực của đám thần linh này thật sự rất mạnh, chúng ta muốn đánh chúng yếu đi thì phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Xét về nhân số thì chúng ta không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng ta hy vọng mọi người hiểu rõ một chuyện, đó là trong mắt đám thần linh này, chúng ta đều là cừu con. Mục đích bọn họ tới nơi này không phải là để thống trị vũ trụ, mà là giết người nơi đây, sau đó luyện chế thành linh nguyên. Nói rồi, hắn xòe tay ra, một viên linh nguyên chậm rãi bay vào cung điện. Mọi người thấy viên linh nguyên này thì có chút khiếp sợ. Luyện chế người thành linh nguyên. Không hề có nhân tính. Diệp Huyên lại nói, vậy nên chúng ta căn bản không có đường lui. Điều chúng ta có thể làm chính là đánh với bọn chúng một trận. Điện chủ Nam Điện đột nhiên nói, Diệp Điện chủ, nhưng khoảng cách thực lực giữa hai bên cách biệt nhau quá lớn. Diệp Huyên gật đầu, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách bù đắp phần chênh lệch thực lực này. Điện chủ Nam Điện nhìn Diệp Huyên, làm sao bù đắp? Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi nói, trang bị. Điện chủ Nam Điện sửng sốt, trang bị.
Diệp Huyên gật đầu, thực lực không đủ thì chỉ có thể trang bị lên thôi. Điện chủ Nam Điện liếc mắt nhìn Diệp Huyên, im lặng. Nàng ta biết, vị kiếm chủ nhân gian đến từ hạ giới này chắc chắn có chỗ dựa. Diệp Huyên đột nhiên nói, bắt đầu từ bây giờ, triệu tập hết tất cả cường giả ở bên ngoài về, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng. Điện chủ Bắc Điện trầm giọng nói, điện chủ, gần đây có rất nhiều người bắt đầu bỏ chạy xuống phía dưới. Diệp Huyên trầm mặc. Điện chủ Nam Điện ở bên cạnh nói, ta đề nghị phát thông báo bảo bọn họ lập tức trở về, nếu không sẽ vĩnh viễn cấm bọn họ đặt chân vào lại thế giới hư chân. Điện chủ Bắc Điện cũng gật đầu, năm đó lúc thế giới hư chân đại chiến cũng có một nhóm người bỏ đi, đợi khi đại chiến qua đi bọn họ lại trở về, cuối cùng bị điện chủ tiêu diệt toàn bộ. Diệp Huyên bình tĩnh nói, ai bỏ trốn, lập cho họ một chiếc bia mộ đặt ngay cửa về thế giới hư chân ở hạ giới. Đồng thời cấm vĩnh viễn không được về lại thế giới này. Điện chủ Bắc Điện gật đầu, được, lúc lâm đại chiến, nhiều khi thứ cần sợ không phải là kẻ địch mà là người của mình. Điện chủ Nam Điện cũng gật đầu, ta cảm thấy làm vậy đã là nhân từ với bọn họ rồi. Nên tiêu diệt thẳng tay luôn mới phải, bây giờ đã lâm vào hoàn cảnh này rồi thì chúng ta tuyệt đối không được mềm lòng. Bởi vì nếu chúng ta không đứng lên thì đám bỏ trốn kia đã bị luyện chế thành linh nguyên cả rồi. Thần linh luyện chế linh nguyên cũng có lựa chọn đối tượng, người quá yếu họ sẽ không động vào, mà những cường giả ở thế giới hư chân thì lại vừa vặn. Có thể nói, nếu bọn họ không phản kháng thì kết cục những người này cuối cùng đều là chết. Diệp Huyên cười nói, có đôi khi, bị sỉ nhục còn khó chịu hơn là cái chết. Ta tin có vài người sẽ chủ động quay trở lại. Điện chủ Nam Điện khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyên bình tĩnh nói, đưa tất cả mọi người vào tháp tu luyện đi. Mọi người gật đầu, ai cũng biết chuyện Diệp Huyên có một tiểu tháp. Đây cũng là một tiểu tháp vô cùng nghịch thiên. Chẳng mấy chốc Diệp Huyên đã an bài xong xuôi, tất cả cường giả thần điện hư chân đều tiến vào tiểu tháp tu luyện. Bây giờ thần điện hư chân có tổng cộng 28 vạn cường giả, đều là những cường giả đứng đầu, đây là đã cộng cả những cường giả ở thần mộ rồi, nếu không thì còn ít hơn. Nếu như khoảng thời gian này không được tu luyện trong tháp thì những cường giả này căn bản không phải đối thủ của đám thần linh, chỉ có thể dựa vào thần trận hư chân của thần điện hư chân miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Lúc này, Vô Biên chủ đột nhiên nói, nếu tranh thủ được một ít thời gian thì những cường giả này tu luyện trong tiểu tháp sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao bọn họ có thể đi đến hôm nay đều là nhờ có thiên phú tuyệt đỉnh, nếu cho bọn họ thêm nhiều thời gian thì họ sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Thêm thời gian. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, được. Vô Biên chủ gật đầu, một ngày bên ngoài bằng 10 năm trong tháp, nếu chúng ta có thể kéo dài thời gian cho họ 100 ngày thì sẽ được 1.000 năm, chúng ta kéo dài được một năm thì họ sẽ có 3.600 năm, nhiều đó thời gian đã đủ giúp bọn họ mạnh lên nhiều rồi. Diệp Huyên đột nhiên nói, kéo dài 3 năm thì sao? Vô Biên liếc mắt nhìn Diệp Huyên. Nếu đám thần linh kia chịu cho ngươi chừng đó thời gian thì tất nhiên là quá tốt rồi. Diệp Huyên cười bảo, bọn họ không cho thì chúng ta đành tự kéo. Vô Biên híp mắt lại, làm sao? Diệp Huyên khẽ đáp, không phải nơi đây còn một tòa thần trận hư chân à? Vô Biên trầm giọng nói, ngươi định một mình trấn thủ toàn bộ thế giới hư chân. Diệp Huyên lắc đầu, không, còn ông nữa mà. Sắc mặt Vô Biên lập tức đen kịt lại, quát con họ Diệp, người đừng có chuyện gì cũng lôi ta theo được không? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ông có muốn phá thần trong lòng không? Vô Biên liếc mắt nhìn Diệp Huyên, phá thần trong lòng là phải liều mạng. Diệp Huyên cười nói, không liều mạng, làm sao phá? Vô Biên khẽ lắc đầu, quát con Diệp, ta cảm thấy ngươi có chút nguy hiểm. Diệp Huyên không rõ, có ý gì? Vô Biên trầm giọng nói, thành thật mà nói, tuy thực lực bây giờ của ngươi rất mạnh, hơn nữa còn tự sáng tạo ra kiếm đạo cho riêng mình, nhưng đạo tâm và nền tảng của ngươi thật sự không thể so được với tam kiếm, ngươi cưỡng chế phá thần như vậy, ta không quá xem trọng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nếu không thì phải làm sao bây giờ? Vô Biên suy nghĩ một chút rồi nói, lăn lộn thêm mấy nghìn năm nữa. Diệp Huyên cười ha ha, thật ra ta cũng muốn vậy. Nhưng đám thần linh kia không cho ta thời gian mà. Nếu bây giờ ta bảo muội muội ra tay thì cả đời này cũng không thể phá thần được nữa rồi. Vô Biên chủ khẽ thở dài.
Như Diệp Huyên nói, nếu bây giờ hắn lại gọi người thì thật sự đừng nghĩ đến việc phá thần nữa. Hễ gặp khó khăn là lại gọi muội muội ra, vậy thì làm sao mà phá thần? Hơn nữa ai dám đảm bảo qua được cửa ải thần linh này thì kẻ địch của cửa ải tiếp theo sẽ không mạnh bằng thần linh. Lúc ấy chẳng lẽ lại phải gọi người, sau đó cứ sống mấy chục triệu năm không tiến bộ. Như vậy chẳng phải sẽ thành một vòng lập vô tận sao? Diệp Huyên cười nói, không gọi tam kiếm là giới hạn cuối cùng của ta rồi. Vô Biên lắc đầu rồi cười, của thật. Nói thật, nếu Diệp Huyên không muốn tự đột phá bản thân, thì thử hỏi thế gian này có ai có thể làm tổn thương được hắn. Một câu thôi, chỉ cần hắn muốn, toàn bộ vũ trụ này sẽ được mai táng trong tích tắc. Thần linh. Đừng thấy những thần linh kia vô cùng mạnh mẽ, còn nằm giữ thân thể bất tử mà quên, rằng đứng trước tam kiếm, họ cũng chỉ là run rế mà thôi. Chỉ cần một người tùy tiện đến thôi cũng đủ khiến toàn bộ thần linh trôi vào dĩ vãng. Không sợ Kháo Sơn Vương liều mạng. Chỉ sợ Kháo Sơn Vương gọi người. Trong điện, Vô Biên chủ thở dài trong lòng. Tuy trước đây ông ta thường cười nhạo Diệp Huyên hay gọi người, nhưng không thể không nói, nhiều khi ông ta cũng cảm thấy hâm mộ tên này. Giống như bây giờ, Diệp Huyên phá thần, dù thất bại thì chắc hẳn cũng không đến mức chết. Còn Vô Biên chủ ông ta thì sao? Chắc chắn là không có kết quả đẹp như vậy rồi. Không có muội muội. Không có cha. Càng không có đại ca. Nếu ông ta phá thần thất bại thì sẽ tạch thật. Hay. Khoảng cách quá lớn. Diệp Huyên đột nhiên nói, Vô Biên, thần điện hư chân này chỉ có hai chúng ta bảo vệ, ông có lòng tin không? Vô Biên bình tĩnh nói, không có. Diệp Huyên cười nói, Vô Biên, nếu lần này chúng ta bảo vệ được thế giới hư chân, ta sẽ để thư viện lưu truyền công lao của ông khắp chư thiên vạn giới. Người đời sau nghe đến tên ông đều sẽ dâng lòng tôn kính. Vô Biên im lặng. Nghe hấp dẫn thật. Diệp Huyên cười nói, Vô Biên, chúng ta chỉ sống được một lần, phải để lại gì đó cho thế gian chứ. Vô Biên nhìn về phía Diệp Huyên chân thành nói, chúng ta cũng coi như là bạn bè. Bây giờ ta cần ông giúp đỡ. Cho dù thế nào đi nữa cũng không thể để Vô Biên chủ trốn được. Người này tuy hay ăn nói hàm hồ, nhưng lại rất biết đánh nhau. Vô Biên im lặng một lát rồi cười nói, vậy thì nhiệt huyết một lần đi. Diệp Huyên bỗng cười ha ha. Có Vô Biên giúp đỡ, hắn càng nắm chắc hơn. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên rời khỏi thần điện hư chân. Hắn đến trước mặt thần kiếm hư chân, nhìn kiếm rồi khẽ mỉm cười, sau đó hắn xòe tay, thần kiếm hư chân lập tức hóa thành một luồng kiếm quang bay vào trong tay hắn. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Vèo. Thần kiếm hư chân đột nhiên rung lên dữ dội, một tiếng kiếm ngân vang toàn bộ tinh không hư chân. Diệp Huyên mở hai mắt ra, hắn nhìn kiếm hư chân trong tay, có chút khiếp sợ kiếm mạnh quá. Tuy kiếm này không sánh được bằng kiếm Thanh Huyên, nhưng nó cũng chỉ thua mỗi kiếm Thanh Huyên mà thôi, tất nhiên là phải ngoại trừ tam kiếm ra nữa. Diệp Huyên cầm kiếm Thanh Huyên, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc hắn đã cảm nhận được thần trận hư chân kia. Thần trận hư chân này được vô số cường giả được thần điện hư chân cùng chủ nhân bút đại đạo triệu tập lại để xây dựng nên, năm đó thế giới hư chân có thể chống lại được đám thần linh cũng là nhờ phần lớn công từ thần trận hư chân này. Diệp Huyên cảm thụ thần trận hư chân kia, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được tòa trận pháp này ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ khủng bố ở bên trong. Một lát sau, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, buông thần kiếm hư chân ra để nó trở về vị trí cũ, nhưng mà thanh thần kiếm này lại không có động thái gì. Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này, thần kiếm hư chân đột nhiên hóa thành một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta không muốn bị vây mãi ở nơi đây, có thể thả tự do cho ta không? Linh của thần kiếm hư chân. Diệp Huyên im lặng. Cô gái lắc đầu, quá cô độc. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, như vậy đi, cô giúp ta một lần này thôi, sau đó ta sẽ trả tự do cho cô. Cô gái im lặng. Diệp Huyên cười nói, cô là mắt trận của thần trận hư chân này, nếu cô rời đi thì không có thanh kiếm nào thay thế được. Hắn không thể mềm lòng, bởi vì thần kiếm hư chân được chế tạo riêng cho thần trận hư chân này, chỉ có nó mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất của thần trận.
Cô gái nhìn Diệp Huyên, một lần cuối cùng, thật chứ? Diệp Huyên gật đầu, sau lần này, ta sẽ cho cô tự do, cô thấy sao? Cô gái gật đầu, được. Nói rồi, nàng ta hóa thành một luồng kiếm quang về lại vị trí ban đầu. Diệp Huyên đứng ở trên thần trận hư chân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời sao xa xôi, đúng lúc này, trong tinh không đột nhiên rung lên, ngay sau đó, từng luồng hắc quang không ngừng lấp lóe, bên trong những luồng sáng đó chính là thần linh. Lại tới nữa rồi. Vô biên chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, ông ta nhìn những hắc quang kia rồi khẽ nói, bọn chúng không định cho ngươi thêm chút thời gian nào cả. Diệp Huyên cười nói, đã dự liệu được. Vô biên chủ trầm giọng nói, thật sự chỉ có hai chúng ta thôi sao? Diệp Huyên cười nói, sợ không? Vô biên bắt đầu cười ha hả, ta sợ cái lông. Diệp Huyên nhìn phía chân trời, khẽ cười nói, vậy thì chiến thôi. Vô biên chủ ngẩng đầu nhìn vào trời sao, cười nói, ừ, chiến thôi. Đúng lúc này, thời không trên bầu trời thần điện hư chân đột nhiên nứt ra, tiếp đó, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Tội vương. Diệp Huyên nhìn tội vương, trong lòng cũng thấy có chút bất đắc dĩ. Lúc trước suýt nữa đã giết chết được tên này rồi. Tiếc quá. Nhưng cũng không sao hết. Không có tội vương thì cũng sẽ có các vương khác thôi. Sau khi tội vương xuất hiện, ánh mắt của gã lập tức khóa chặt lên người Diệp Huyên, Kháo Sơn Vương, đừng bảo chúng ta không có tình người, chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội sống. Diệp Huyên cười nói nghe xem. Tội vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chỉ cần ngươi gọi người tạo ra thanh kiếm kia đến, ngươi có thể sống. Diệp Huyên ngây người. Gọi người tạo kiếm đến. Thanh Nhi. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên cổ quái, tại sao các ngươi muốn gặp? Tội vương lạnh nhạt đáp, thực không dám giấu giếm gì, người muốn giết chống lưng của ngươi không phải là ta, mà là đại lão ở thế giới của chúng ta. Diệp Huyên không rõ tại sao. Tội vương chỉ vào kiếm của Diệp Huyên rồi nói, là vì thanh kiếm này của ngươi đấy, chủ nhân tạo ra thanh kiếm này chắc chắn có một vài năng lực đặc biệt nào đó, bởi vì kiếm nàng ta tạo ra có thể uy hiếp đến bản thể của chúng ta, chuyện này sẽ làm lung lay nền tảng thế giới của chúng ta. Vậy nên nàng ta không thể sống được, hiểu không? Diệp Huyên trầm mặc, hắn đúng là có chút bất ngờ, những người này đã bắt đầu ủ mưu đồ với Thanh Nhi. Vô biên chủ ở bên chỉ biết cười, mấy tên này lại đi nhắm vào người phụ nữ kia, đây chẳng phải là đi tìm chết thì là gì. Lúc này, tội vương đột nhiên nhìn vô biên chủ, tên cả trớn kia, cười cái gì? Nghe vậy, vô biên chủ nhíu mày lại, ta đào mồ mả nhà mi à? Tội vương lập tức bay thẳng đến chỗ vô biên chủ rồi nện thẳng một quyền xuống, đất trời nứt ra. Thấy thế, Diệp Huyên chợt sửng sốt. Thực lực của tội vương lại mạnh hơn rồi. Trong mắt vô biên chủ lóe ra một tia lệ khí, ông ta vọt thẳng lên trời, tung một quyền về phía tội vương kia. Ầm ầm. Nắm đấm của cả hai vừa chạm vào nhau đã nổ tung ra một luồng sức mạnh chấn động bốn phía đất trời, trong tích tắc. Thời không xung quanh bên ngoài thần điện hư chân lập tức hóa thành hư vô. Nhưng thần trận hư chân trong thần điện lại dễ dàng chống đỡ được sức mạnh của hai người. Ầm ầm ầm. Trong thời không hắc ám vô tận, vô biên chủ và tội vương điên cuồng đấu đá nhau, hai người đều chọn cứng đối cứng, ai cũng không sợ ai, càng đánh càng kịch liệt. Diệp Huyên nhìn chân trời, nơi đó ngoại trừ tội vương, chiến thiên thần vương từng gặp trước đây thì còn có một cô gái kiếm tu mặc áo trắng. Nữ kiếm tu áo trắng nhìn Diệp Huyên, trong mắt ngập tràn sát ý. Diệp Huyên cười khẽ, khó chịu à, đến đây. Cô gái áo trắng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không hề động thủ. Nàng mà xuất kiếm với Diệp Huyên thì sẽ chịu thiệt rất lớn. Tên này có thể cắn nuốt kiếm. Lúc này, người đàn ông mặc áo đỏ ở bên bỗng nói, Kháo Sơn Vương, ngươi huênh hoang cái gì? Ngươi! Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía người đàn ông áo đỏ kia, đừng nói nhảm, đánh nhau không? Đến đây. Nói rồi, hắn đi thẳng đến đối diện người đàn ông áo đỏ kia. Người đàn ông áo đỏ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đấu đơn. Gã vẫn không dám. Bởi vì Diệp Huyên không giống với những người khác, hắn có thể giết được bọn họ. Không thể không nói, thanh kiếm kia thật sự nghịch thiên.
Bọn họ tồn tại ở thế giới này, theo lý thuyết thì chỉ là ý niệm tinh thần tồn tại, còn bản thể thì vẫn ở chân thế giới, nói đúng ra thì thế giới này tuyệt đối không thể giết chết được họ. Nhưng thanh kiếm kia lại có thể. Quá không bình thường. Ngay cả bọn họ cũng không thể giải thích được. Diệp Huyên lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông áo đỏ, trong mắt ánh lên một tia xem thường, đánh thì không dám đánh, ở đó khua môi múa mép làm gì, thứ ất ơ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 263.